con không nghĩ là có người mẹ nào mà có thể mà làm như vậy được. Thật sự anh rất là xúc động, không nghĩ được cái hoàn cảnh của Nguyên nó như vậy. Thôi bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Thuận. Con chào cô Hồng Vân. Thực ra chú Thuận cũng già lớn rồi, cho nên là con cứ việc là cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận nha. Trời ơi, đừng có thèm gọi bằng anh. Nó không biết nói nếu mà sao cô đã nói vậy rồi thì con cũng xin thẳng thắn. Con chào cô Hồng Vân. Ừ. Con chào chú Quốc Thuận. Yeah. Con tên là Nguyễn Bình Nguyên. Năm nay con 25 tuổi. Công việc của con hiện tại là trợ lý đạo diễn. Bình Nguyên là trợ lý đạo diễn. Dạ. Có làm mấy công việc diễn viên không? Dạ có ạ. Rồi, mời con. Dạ, con chào cô Hồng Vân với lại chú Quốc Hận. Con tên là Trân Châu, năm nay con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là đang làm nội trợ thôi ạ. 24, dạ. Rồi đứa 25. Trời ơi, tôi nó trẻ quá chị nó ơi. Trẻ lắm. Trẻ măng luôn nha. Trước khi mà con làm nội trợ đó, là con làm công việc gì? Dạ, con đi lập đóng phim, là ép cha thôi. Con diễn viên tự do đúng không? Ép ra thường là những cái mối tình của những bé ép ra với lại anh phó đạo diễn á, trợ lý đạo diễn rất là hay xảy ra, thường xuyên á. Chắc có lẽ là hai đứa quen nhau là trong một dịp nào đó mà hai đứa cộng tác với nhau trong một bộ phim đúng không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Dạ không. Chết rồi, tổ chát rồi, không nhớ trúng được cái gì hết trơn. Rồi nói đi, hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Cũng vào một cái đêm mà đầy sao, đang ế xô á. Thì con nằm ở nhà con lướt điện thoại, tự nhiên vô tình thấy bà này gửi kết bạn qua với con. Thấy là quen quá, chắc đó giờ cũng có làm phim của mình làm rồi. Thì con mới đồng ý rồi, hai đứa nói chuyện xong rồi qua ngày sau là quen luôn. Vậy đó hả? Chà, sao chớp nhoáng vậy? Nhưng mà lúc ấy con nhắn tin cho bạn này làm quen là con có biết bạn này không? Dạ chưa, con chỉ có gửi lời mời kết bạn thôi rồi chứ. Trên con Facebook đúng không? Dạ đúng rồi. Qua ngày hôm sau thì bạn đang đi quay thì con lên con chờ bạn quay xong rồi khi mà bạn quay xong thì hai đứa coi phim tại đó luôn. Quay xong rồi coi phim tại đó luôn là sao? Dạ là bạn đó đang quay tại rạp. Bạn đang quay luôn. Tại rạp chiếu phim. Bối cảnh là ngay chỗ rạp chiếu phim. Là hai đứa coi phim luôn. Dạ. Vô trong phim có coi phim không? Dạ có coi phim. Thì tình cảm nó phát triển như thế nào nè? Đi xem phim xong rồi bạn kêu chở về nhà nhưng mà chở bạn thẳng vô khách sạn luôn. Sao nhanh dữ vậy? Còn ăn ốc ngoài đường hay chi? Còn ăn ốc. Còn không có thời gian ăn ốc. Thiếu ăn ốc. Ăn ốc xong nó không có đổ vỏ. Nó vô khách sạn nó mới đổ vỏ. Không đổ vỏ luôn. Thôi Nguyên. Dạ. Sư phụ. Chỉ mới qua một ngày thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà vô trong thì cũng bạn nay nó ngủ à. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Vô tới đó là đóng cửa là chị em thôi chứ không có gì hết. Chị nói em à. Tại vì ngày đầu con thấy khuya rồi, đi về trễ thì cũng không nên á, nên là thôi con chở vô trong đó luôn đi. Đi khách sạn là bởi vì sợ về trễ nguy hiểm đúng không? Dạ đúng rồi. Con có thể tả cái cảm giác của con cái lúc đó, tại sao con đưa bạn vô, con cũng quý bạn này mà coi như mạnh ai nấy ngủ không? Tại vì mình nghĩ là nó không có nên vội vàng quá. À tức là đó là con tự kiềm chế đúng không? Dạ cái này vừa tự kiềm chế và suy nghĩ cho đối phương luôn. Thế còn Trân Châu, đây là lần đầu tiên gặp nhau và cũng là mới biết hôm qua, tại sao lại đồng ý cho anh đưa vô khách sạn? Con không sợ à? Dạ con cũng hơi sợ. Sợ mà nhưng sao mà lại trong đi? Cái lúc mà ăn ốc với nhau có nói chuyện qua lại rồi cũng có nhắn tin trên mạng nó thì con cũng thấy cũng hơi tin tưởng chút xíu. Nếu như đêm đó nó xảy ra chuyện gì thì sao? Chịu luôn chứ sao. Đúng rồi. Tại vì con đã quý bạn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Sau cái đêm đó bao lâu thì các con mới chính thức gọi là yêu nhau? Sau hôm đó thì tụi con vẫn dành thời gian cho nhau. Đi làm thì ngoại giờ thời gian đi làm thì con đều qua con chở bả đi chơi, đi coi phim này nọ, cũng đi ăn uống này nọ rồi về. Được gần một năm thì tụi con về sống thử. Bao nhiêu lâu thì gia đình hai bên biết? Gần một năm là con xin mẹ của bạn này cho về ở chung. Tìm hiểu. Tìm hiểu và sống thử. Không có về nhà con luôn. Tại vì thật sự ra đó là con cũng xin phép kể cho cô với chú nghe. Từ nhỏ là con không có gia đình rồi. Lúc mà con sinh ra 3 tháng là con bị bỏ trước cửa nhà bà nội con. Vậy hả? Có nghĩa là bỏ con trước cửa nhà bà nội? Dạ, thì vô tình bà nội sao? Con đi chợ về thấy con nằm đó kiến lửa bu hoài, bu hết cả người. Nếu mà bà nội không cứu thì chắc là giờ này không có con ngồi đây.
Đó là bà nội ruột con hả? Dạ đúng rồi. Vậy lúc ấy ba con đâu? À, lúc đó là ba với mẹ con là kiểu như bị vỡ kế hoạch. Ba mẹ lúc đó chưa lấy nhau đúng không? Dạ lấy rồi đã có chị của con rồi và kiểu như là không muốn có nữa. Nhưng mà con là bị vỡ kế hoạch. Nên là mẹ con đem con bỏ vô nhà bà nội luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Bởi vậy nên là con nói là nhỏ giờ con không có gia đình là vậy. Có nghĩa là con hoàn toàn sống với bà nội thôi? Dạ. Tới hiện tại thì 1-2 tháng nay thì ba con mới về trong nội ở. Thì hai vợ chồng cũng xích mích đó. Nên con cũng mới nói chuyện lại với ba con thời gian này thôi. Lúc đó là nội con nhiêu tuổi rồi? Lúc đó nội con 63 tuổi. 63 tuổi là nuôi con tới 25 tuổi. Bây giờ bà nội thì... Bà nội mất. Nội mất lâu chưa? Bà nội con mất được 2 năm. Vậy nội giống như người mẹ của con rồi đúng không? Bà nội con hồi xưa kêu là thích coi hài, coi chương trình lắm. Thì con mới kêu là nội đáng đợi con đi, mốt con lớn con làm cho nội coi. Mà chưa kịp. Rồi còn dạ. Mẹ con thì sao? Trong suốt 25 năm con có gặp mẹ con không? Dạ không. Là do con chủ động không muốn gặp? Thật sự là con cũng chủ động một phần và mẹ con cũng chủ động một phần. Kiểu như cả bên không ai muốn gặp ai hết. Con không hiểu được lý do tại sao lại như vậy luôn á. Thế còn con thì sao con? Có biết hoàn cảnh của Nguyên không? Dạ, lúc đầu mới Nguyên thì Nguyên có nói. Vậy nhờ như vậy thì con mới cảm thấy là thấy thương á. Rất là đồng cảm. Đồng cảm là đồng cảm sao? Giống như cô nghe là cô đứt ruột luôn á, cô nói thiệt. Con nghĩ là, con không nghĩ là có người mẹ nào mà có thể mà làm như vậy được. Thật sự anh rất là xúc động. Không nghĩ được cái hoàn cảnh của Nguyên nó như vậy. Nhưng mà cho tới thời điểm này em đã làm được cái công việc. Giống như em nói là bà nội rất là thích xem phim, thích xem hài. Phải nói là em cũng may mắn là vẫn còn có bà. Chứ nếu như bà mà không về kịp, hoặc bà cái ngày hôm đó vì một lý do đó bà không gặp thì chắc là em sẽ không có ngồi đây. Đúng không? Dạ đúng. Anh rất là xúc động khi em nghe câu à, nếu mà về không kịp thì bị kiến bu. Chúng ta tiếp tục câu chuyện nha. Bao lâu thì các con mới chính thức gọi là yêu nhau? Tụi con về sống thử một thời gian thì con cũng kêu vợ con là thôi bây giờ tôi làm phó rồi, bây giờ bà làm trợ lý cho tôi đi. Đi đâu là lôi bà theo, như đi Đồng Tháp, quay xa, quay tỉnh là lôi bà theo hết. Không cho bà ở nhà mình. Thì thật sự là ở nhà có mình con làm à. Tự nấu ăn, rửa chén, quét nhà, quét cửa là mình con làm hết. Giờ bỏ bà ở nhà rồi, giờ bà không nấu cơm, bà đói rồi sao? Rồi là suốt cái quá trình mà đi làm phim như vậy là cái tình cảm nó càng gắn kết với nhau hơn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì mình thấy mình đi làm cái nghề phim mà sương gió nắng nôi cái kiểu mà bà cũng đu theo mình, bà không bỏ, bà không nàng, quý cái đó lắm. Mà thật ra cái công việc phó đạo diễn với trợ lý nó rất là thật nhiều ra việc. Cái đồng lương nó rất là bấp bênh. Dạ đúng rồi, thấp. Cái cực lắm con... luôn á. Dạ cực nữa. Thế thì khi mà con nói con về nhà ảnh sống thử thì ba mẹ có phản ứng không? Dạ có chứ, mẹ con thì lúc đầu không chịu, không cho, chửi con quá trời. Xong rồi mới nhờ Nguyên nói chuyện với mẹ con, mẹ con mới đồng ý. Chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi. Nhưng mà hiện tại là con đang ở nhà, là nhà của bà nội. Lúc đó là con trên đây con làm, con tự lập thì con sống ở chung cư. Tại vì lúc mà bà nội con mất là con không có về. Còn giờ hai đứa ở nhà trên này là nhà thuê? Dạ, con ở thuê. Rồi sao sống thử bao lâu thì cưới? Dạ sống gần một năm á, thì đang đi làm thì bữa đó là bả mệt bả ở nhà, đang đi làm vậy cũng đang làm vậy bả kêu anh ơi bác sĩ bảo cưới. Con nhớ lúc đó là đầu giai đoạn mà bùng dịch là tháng 3, tất cả rớp rẽn là chụp hình cưới rồi mời khách là trong vòng đúng 3 ngày. Con vừa làm xong cái phim đó là tối hôm nay con làm xong là về nghỉ ngơi tới trưa là chiều con khoác bộ đồ vest lên con làm chú rể luôn. Vậy á hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ em bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ được 4 tháng rồi. 4 tháng. À, chúc mừng hai đứa. Mà như vậy thì tụi con ngay cái lúc có bầu mà lại bùng dịch như vậy thì đâu có đi đâu làm ăn gì được đúng không? Trong cái khoảng thời gian đó, thật sự là trước khi bả báo tin cưới á, có bầu á, con có bỏ một cái số vốn cũng ít à, cũng mấy chục thôi. Con cũng tính làm cái phim nhỏ nhỏ để mình để đời kỷ niệm, mình lưu lại. Cái hoạch tiền kỳ xong hết là bùng dịch là tan rã, là đổ nợ từ đó luôn. Là coi như mất cái số tiền đó luôn. Chưa kịp làm gì hết. Cái đợt đó em biết nè, rất là nhiều cái dự án đều bị fail hết luôn. Mà tới bây giờ cũng không, là mất trắng luôn, không thể nào làm được. Đúng rồi. Tụi con trải qua cái thời điểm khó khăn đó bằng cách nào? Đợt đó là cách ly, giãn cách xã hội, không có cho ra ngoài đường á. Và lúc đó là con đang có bầu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đang có bầu. Lúc đó là rất là đang khó khăn luôn. Không làm một cái gì cả. Thì đó, lúc đó tụi con cố gắng trải qua bằng cách nào? Lúc đó là con cũng ráng xoay sở là con nhập nông sản về con bán tại chung cư. Thì mình kiếm được đồng ra đồng vô. Rồi con nhận chạy ship nữa, shipper. Bây giờ cũng đi ra đường á, thì cũng dịch,
mình cũng sợ là sợ đem dịch về nhà. Vợ đang có bầu mà. Ừ. Nhưng mà mình không làm thì mốt mình vợ mình đẻ thì tiền đâu cho vợ đẻ. Về chứ phải cách ly với vợ chứ cô cũng thấy nguy hiểm cái đợt thứ nhì. Vợ nằm trong phòng, con nằm ở ngoài sofa. Cái đợt đó là chưa có chích ngừa. Đúng rồi, cái đợt đó rất là nguy hiểm luôn. Và bây giờ đến cái phần kia đi. Ừ, bắt buộc phải đến phần kia đúng không? Thôi bây giờ đến với cái phần thay đổi không khí đi. Dạ. Đúng không? Đó, bây giờ sống thử với nhau một năm, rồi giờ lấy nhau cũng đã một năm. Gần một năm. Đó, bây giờ tật xấu ổng có nhiều không? Dạ, tật xấu thì cũng nhiều lắm. Cũng nhiều lắm đúng không? Dạ. Con coi chương trình này chưa? Dạ, con coi rồi. Con biết cái phần này là phần không chờ đợi đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ hãy kể đi, những cái tật xấu của ổng là gì? Nóng tính lắm chú ơi. Em nóng tính. Kể ít thôi. Đó, cái đó là một tật xấu đó. Đó, che giấu cái tật xấu của mình đó là cũng là một tật xấu. Nóng tính hả con? Nóng chỗ nào? Nóng có thể chửi. Sự là biết tính con nóng, mà con nóng lên là con không có kiềm chế được, mà cứ đi theo cứ nhai 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 con suốt ngày. Cái tính của bà là thích chọc cho mình điên hơn nữa. Cái nghề của chồng con á thì con biết rồi, con có đi đóng phim con biết mà đúng không? Dạ. Nó gọi là trên đe dưới búa, có chuyện gì là đạo diễn cũng cằn nhằn là cằn nhằn trợ lý, ở dưới diễn viên có cái chuyện gì á là cũng trợ lý. Thành ra lúc đi làm mà cái áp lực công việc nó kinh khủng lắm, cho nên thành ra tính tình nó nhiều khi cọc á, bị cọc tính á. Tức là cô có một chút thông cảm điều đó đối với Nguyên ở cái hành động là Nguyên không kềm hãm được cái tính nóng của mình. Thế nhưng mà ngược lại á thì con phải nhớ là đây là cái người sẽ đi cùng con đến suốt cuộc đời và là mẹ của con cho nên rằng làm gì làm con, vợ con nó mong manh, con phải là người bảo vệ nó chứ, bảo vệ cái gia đình nhỏ của con chứ. Nhưng mà ngược lại thì Châu, con phải nhớ cái hoàn cảnh của chồng con không được bình thường như những người đàn ông khác, cho nên con phải thương. Khi con thương rồi á thì con sẽ tìm cách để mà con hóa giải được những cái mà chồng con đang vướng phải. Nó đã vừa cuộc sống nó như vậy rồi, nó lại làm một cái nghề nó quá áp lực đi. Mình cố gắng đó, ví dụ như là như nãy Nguyên có nói là biết mình tức nhưng mà cố gắng, tức là cứ nhây để mà cho nó tức hơn nữa, ví dụ vậy, thì mốt mình sẽ kềm lại cái đó. Đúng rồi. Thì tụi con mới có thể tạo một cái không khí vui vẻ trong cái nhà của mình được. Nhưng mà con mỗi lần con hỏi tự nhiên cái chuỗi con chữ cho nên nó con đang mới nói lại. Cái cho nên á không thèm hỏi. Dạ. Khi mà hỏi mà ta cọc lên á thì không thèm hỏi nữa. Con có muốn chồng con thay đổi cái gì không? Dạ có. Con mong là anh đừng có chửi đánh con nữa. Với lại con muốn là lo làm ăn để có gia đình được hạnh phúc. Bộ chồng con không có lo làm ăn hả? Dạ cũng có, nhưng mà con thấy chưa tập trung lắm đúng chưa không? Tập trung lắm. Rồi tới còn con. Cô dạ, ấy sao có những tật xấu nào? Tật xấu gì nè? Nói thì con không phải là nâng vợ con lên, nhưng thật sự là em vợ con không có tật xấu. Ồ. Là lèm bèm thôi. Lèm bèm. Dạ. Vậy là con mong muốn vợ con thay đổi cái lèm bèm, con nói luôn đi. Đúng cho rồi, vợ con nghe. Con chỉ mong muốn là ví dụ mà sau này anh đi làm về em đừng có lèm bèm với anh đâu. Nói vì những cái gì cho nó nhẹ nhàng. Dạ. Nó không khiến cho mình bực bội đúng không? Thôi bây giờ á, Nguyên, bữa nay á, con hứa với cô, hứa chú Thuận với hứa tất cả mọi người với lại vợ con đi. Con làm trong nghề, con sẽ biết được những cái twist nào nó làm cho người ta cảm thấy coi như là cái tim mình nhói á. Sau khi chương trình này phát lên á, con sẽ coi cái đoạn mà vợ con mong muốn á. Vợ con nói một câu là mong chồng đừng có chửi, bảo đảm con sẽ cảm thấy con xót. Hứa đi. Thôi con nói chuyện vợ con đi. Không, cái này là con hứa với cô chú rồi, chứ con tại bà ghét nên là bà lên đây bà đòi bóc phốt con á. Chứ con hứa nhà con hứa hoài luôn, con bỏ lâu lắm rồi. Không thiệt hứa. Không? Thiệt. Hứa đi, hứa cho nó công khai với mọi người luôn đi con, đã mai mốt mình có bằng chứng. Dạ, thì giờ ở đây con xin hứa với cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận với lại quý vị khán giả, với lại vợ. Sau này anh hứa là anh sẽ không có quá la rầy với em nữa. Cũng mong là em đừng có làm bèm anh nữa nha. Chỉ mong rằng là trong cái đời sống của các con mỗi một ngày nó sẽ tốt hơn. Dạ. Đó, và công việc thì nó sẽ thuận lợi hơn. Hy vọng là chú sẽ gặp con trong một cái dự án gần nhất. Dạ. Đó, còn cô thì chắc chắn là sau đây là cô xin số điện thoại của con. Rồi thì cô thì đứng vai trò sản xuất nhiều hơn. Là chú Bin là làm về chuyên môn, chú Bin làm đạo diễn. Cô sẽ tìm gặp con nha. Dạ, cảm ơn cô. Vậy anh tới à, không tới luôn đi mà anh cứ cành nhấp rồi anh dừng lại như vậy 30 phút làm sao em chịu nổi. Cái con người em nó hay lắm, một mình em á thì em buồn chết đi sống lại, em buồn thậm chí em muốn tự tử luôn á. Nhưng mà em gặp người khác em không bao giờ truyền cái năng lượng tiêu cực lại cho người khác. Đến bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau?
Dạ tụi em đâu có yêu. Đến giờ này tụi em cũng đâu có yêu. Tụi em chưa một lời nói tỏ tình, cũng chưa một lần cầu hôn với nhau. Ủa nhưng mà. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai bạn đến với chương trình nhé. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Võ Văn Sang. Hiện tại đang kinh doanh công việc trang trí sinh nhật event cho thiếu nhi và diễn viên lồng tiếng. Và hiện tại là em cũng đang làm bố bỉm. Dạ em 38 tuổi, vợ em thì nhỏ hơn em 10 tuổi. Em có lồng cho phim Việt Nam không? Dạ em không có làm phim Việt Nam. Em làm phim nước ngoài, Đài Loan, Ấn Độ, rồi Singapore, rồi Trung Quốc. Cái giọng này tôi nghe thoang thoảng đâu đó trong cái dòng phim Cô Dâu 8 tuổi. Rồi giờ mời em. Em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Hoài Thương, em 28 tuổi. Trước đây thì em làm trong ngành truyền thông marketing. Như vậy là chắc chắn là các bạn, cái lần đầu tiên các bạn gặp nhau là nó có liên quan chút xíu đến nghệ thuật. Hoặc là liên quan đến vấn đề gì đó về giải trí đúng không? Nó cũng là liên quan đến giải trí á. Thôi giờ mình kể luôn đi nè. Dạ, ứng dụng giải trí, ứng dụng kết bạn á. Thì đó có chữ giải trí. Một cái app hẹn hò. Dạ. Lúc đó thì kiểu như là cái nghề của mình, mình thấy một cái gì đó mà nó lặp đi lặp lại, nó được quảng cáo quá nhiều lần với mình á, là mình sẽ phải nhấp vô coi thử nó là cái gì. Thì em vừa vô một phát, vừa cũng làm hồ sơ, cũng ghi tên tuổi rồi này kia, hoành tráng lắm. Xong cái một loạt người nhắn tin luôn. Thế em thấy một cái avatar nhắn tin cho mình là có một cái mic trước. Mà em là người cực kỳ là bị thu hút với những người có làm việc với cái mic. Một là họ hát hay, hai là họ nói giỏi. Thế là mình chấp nhận nói chuyện lại và chỉ nói chuyện với một mình anh này thôi. Em có chủ động nhắn tin thì lúc đó là thấy cô này là avatar, là cái hình ảnh rất là dễ thương. Cái app này là nó chỉ được nói chuyện với một người đầu tiên thôi. Người thứ hai là bị tốn tiền. Thành thứ ra là cái người đầu tiên mà em vô em nhắn tin hai này nọ là cũng là vợ em bây giờ luôn. Là em nói chuyện với anh đâu được khoảng tầm 3 ngày á. Khoảng khắc mà em có cuộc hẹn đầu tiên với anh này là em mở cái app đó, là em đang ngồi ở một quán bia lề đường. Lúc đó em chỉ ngồi có một mình thôi. Em nhớ rất kỹ là bởi vì cái khoảng thời gian đó gần như là ngày nào em cũng ra ngồi ở cái quán bia lề đường đó. Cứ bình thường thôi em. Em nói cho anh chị nghe đi. Dạ, em có một vết dẹp ở cổ này mọi người có thấy không? Tức là trước đó 2 năm em chiến đấu với một căn bệnh. Và năm trước, cái năm mà em gặp anh á, em đã gọi là xạ trị xong hết rồi. Thì em nghĩ là em đã vượt qua rồi. Thì đùng một cái bệnh nó tái lại. Mà cái năm trước nó kinh khủng đến mức độ là em đã xác định là mình phải đứng trước cửa tử rồi. Thì mình đã vượt qua được một lần rồi. Em nghĩ là em đã thành công rồi, thì giờ em lại sụp đổ. Mà đây là lần thứ ba tái lại rồi. Tuyến giáp đó đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em chán đời lắm. Nhưng mà ngày hôm đó em đang nhắn tin với anh này, em gọi anh ơi đi ra để uống bia với em. Lần đầu tiên em gặp cô này ở ngoài đời. Dạ. So với những cái hình ảnh trên avatar thì em có ấn tượng gì về cô ấy? Khi gặp cô này á, lúc đó là ánh đèn cũng không có sáng lắm. Thì em chỉ nhìn lướt qua thì em kêu là không đẹp như ở trên avatar. Nhưng mà bù lại anh à, lát sau mình nói chuyện, cái năng lượng của cổ líu lo thì nó làm thu hút mình. Anh chị nghe thì có thể sẽ thấy nó hơi phi lý. Tại sao em chán đời, em đi uống bia mà ra em gặp anh này em lại líu lo. Thì đó, chị mới nói là tại sao trong lúc đó như vậy mà em lại có thể tràn đầy năng lượng như vậy. Dạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Cái con người em nó hay lắm. Một mình em á, thì em buồn chết đi sống lại, em buồn thậm chí em muốn tự tử luôn á. Nhưng mà em gặp người khác em không bao giờ truyền cái năng lượng tiêu cực đó cho người khác. Thành ra là em không có nói cái chuyện buồn của em với ảnh. Em chỉ coi anh là một người tới gặp nói chuyện vui vẻ để quên đi những cái mà mình đang gặp phải. Nhưng mà hôm đó thì cái ấn tượng của em với anh này như thế nào? Đầu tiên em thấy là em mắc cười. Ảnh xuất hiện như cái cột đèn giao thông này á chị.
em nhớ là ảnh mang một đôi dép màu đỏ, mang cái quần màu xanh da trời và một cái áo phông màu vàng. Em còn tưởng ảnh anh Công đúng không? À. Lúc đó em có cảm nhận là con bé nó tưởng chị nó tưởng mình là chị em với nó không? Dạ không, em cũng cố gồng chứ. Em cũng cố gồng chứ. Lần đầu tiên gồng hả? Gồng có nghĩa là có không? Tưởng tượng chứ. Gồng là khó đó nghe. Gồng ở đây là cái gì? Mình gồng, mình cứng cỏi, mình không có phải là gọi là quá mềm yếu. Và khi mà cổ kêu em uống bia, mặc dù em không biết uống bia mà em cũng cố em uống. À, là em gồng với gì đúng không? Dạ. Sau khi về là ngất ngư luôn. Ủa mà uống bao nhiêu rồi chai? Hôm đó em gọi đâu là 6 chai bia. Nhưng mà chai bia là bia gammer, là bia dạng độ cao hơn so với cái bia bình thường á. Là mỗi thằng uống 3 chai, em 3 chai. Về là uống đủ 3 chai. Cái dòng mà không biết uống bia mà quất cho ba chai nặng nồng đè nồng độ cao hơn bình thường. Chà, là lúc đó là em không có đi bộ nên em bay lửng rồi. Chà, đêm đó về chắc sập hầm đúng không? Thì về nhà nói chung là cũng hơi bị lất lư một xíu. Kể từ cái buổi mà đó đã uống bia đó đến bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau? Dạ tụi em đâu có yêu. Đến giờ này tụi em cũng đâu có yêu. Tụi em chưa một lời nói tỏ tình, cũng chưa một lần cầu hôn với nhau. Ủa nhưng mà phải có một cái cột mốc. Với cái cột mốc thì mới được quyền nắm tay nhau. Đúng rồi. Mới được quyền này cái nọ đồ này kia chứ. Có thể đó là chuyến đi Hà Nội của em. Nó không nói gì luôn mà nó bắt bụi phấn của em vậy đó hả? Dạ như thế này. Câu chuyện đầu đuôi là em phải đi khám ở Hà Nội để tra khám cái bệnh của em đó. Thì lúc đó thì anh em nói chuyện cũng giống như hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau rất là thân thiết rồi. Thì em cũng có chia sẻ là bây giờ em đi Hà Nội vậy đó. Xong thôi em đi đây. Anh bảo anh chưa biết Hà Nội là gì, thôi để anh đi về. Ok đi thì đi. Thì mới bắt đầu đi khám chung với nhau rồi đi du lịch chung với nhau. Khám bệnh xong thì tụi em cũng có đi du lịch chỗ này chỗ kia. Nói chuyện qua lại lúc đó thì có nắm tay rồi chụp hình cho nhau này nọ. Tối về khách sạn thì đi đặt thì đặt 2 phòng. Mà về thôi trả phòng cho rồi. Tự nhiên anh trả xong anh kêu là phòng anh có vấn đề á. Xong anh chạy qua anh kêu là thôi mất công thuê phòng nữa. Thôi cho anh ở đây một đêm. Rồi sau đó đêm đó thì anh hốt em luôn. Ngay đêm đó là chuyển hướng sang một cái tình cảm khác đúng không? Dạ không. Chưa luôn. Thật ra nói chính xác á, nói không có thì là nói xạo. Nhưng mà em sợ. Em sợ nhiều cái lắm. Thứ nhất là bởi vì sau khi em đến thì việc đầu tiên là đi khám thì nó đã không khả quan rồi. Chưa kể là em bị cái bệnh này, rất là nhiều người nói bị bệnh này dễ bị vô sinh lắm. Em không nghĩ đến chuyện là mình sẽ tiến xa. Trong lòng thì có sự cảm mến để cho anh hốt mình luôn á. Là bởi vì trong đầu mình nghĩ thôi lỡ đâu mình sau cái chuyến này mình không qua khỏi thì thôi mình làm gái hừ lần coi. Chứ còn yêu thì em không dám nghĩ tới. Đặt một cái sự nghiêm túc nào cho cái mối quan hệ này hết. Nhưng mà Sang có hiểu là thương như vậy không? Lúc đó là em nói thật là tại vì trước đó nữa thì em cũng đã có một lần gia đình. Và em cũng đã ly dị. Lý do chính lớn nhất là em không có con. Thì sau đó em có quen thêm 2 cô nữa. Em mới nói trong đầu là bác sĩ nói là mình chậm con và bị dị dạng hay là bị rất là chậm là tất cả là lỗi do mình. Cho nên mình nghĩ rằng nếu như mà mình tiến tới một cô nữa, biết đâu mình làm hại cuộc đời của cổ nữa. Nếu như cô nào mà mình có cảm tình, mà mình đã gần, mà cổ đậu thai thì em sẽ cưới. Khi mà gặp Thương, Thương cũng trải lòng với mình, mình cũng thoải mái với cổ. Và tụi em gặp nhau như một cảm giác là mình là chính mình. Mình không phải gồng để thể hiện cho người khác thấy là mình là con người phải cứng cỏi. Thì cho nên là lúc đó là sao? Tụi em cũng không có nói về cái việc tình cảm, nhưng mà trong thâm tâm là tôn trọng đối phương. Cho nên là lúc đó là tụi em cũng xả cán với nhau vậy đó. Rồi sau khi về thành phố Hồ Chí Minh, một cơ duyên nữa đến với tụi em là người trị bệnh hết cho Thương sau này chính là anh trai của em. Thế là khi mà gặp anh Sang á, là cuộc đời của em chính thức bước sang một trang hoàn toàn mới. Anh trai của em là bác sĩ. Dạ, bác sĩ Hoàng ở bệnh viện Ung Bướu. À. Thì em mới điện thoại cho ảnh là em nói về em có một người bạn đang bị bệnh cường giáp. Mà với tình hình là đi ra bệnh viện Bạch Mai đã điều trị một lần rồi mà cũng không hết. Bây giờ nó tái nhiễm lại thì anh có cách nào hay không? Thì anh nói là ảnh kêu là em chở bạn qua đi để anh khám.
thì anh khám xong thì anh kêu là hẹn ngày mổ thôi. Bệnh của em được chính anh trai của anh chị khỏi. Em cắt hết toàn bộ cái biếu. Bây giờ em chỉ có uống hormone thay thế thôi. Dạ. Và sức khỏe của em mà trộn vía đến thời này, thời điểm bây giờ là sau khi em sinh hai em bé xong thì em vẫn rất là ok. Sau cái ca mổ này thì em bắt đầu, em có hai cái linh cảm rất là mạnh mẽ mà phụ nữ mà. Linh cảm thứ nhất của em, ông này chắc chắn là chồng mình. Linh cảm thứ hai á, là em với ảnh chắc chắn sẽ có con với nhau. Với một cái khoảng thời gian gọi là quen cũng dài lắm anh, cũng gần 6 tháng không phải đùa đâu. Em cảm nhận là con người này không nên để đánh mất. Cho nên là lúc đó là ba em lên chơi á, thì sẵn tiện em nói với ba luôn. Em nói là ba ơi, Tết này có con dâu nha. Đúng rồi, chù choà, thiệt không mày? Đừng nuối ta mừng nghe. Ê, thiệt chứ ba, thiệt chứ. Rứa thì lồm sớm đi cho ba mừng. Ủa nhưng mà em là hai đứa mà mấy năm? Dạ em 2 năm. Bây giờ cái điều mà chị muốn hỏi nhất nè, cảm giác của em khi mà em biết tin vợ em có bầu á. Một ngày đẹp trời, một buổi sáng thức dậy, Thương cứ đập, anh, dậy. Em cho anh này nè. Xong, anh coi đây là cái gì? Rồi cái em mới coi, em không biết đó là cái gì. Tại vì cái que thử thai bằng nhựa mà cái loại nó lạ lắm. Em chưa có thấy, mình cứ ngỡ như bà này Photoshop để lừa mình. Cho nên là em kêu thôi đừng có chơi. Rồi em nằm xuống. Em dậy em thử tha, trời ơi, nó lên hai vạch đậm le luôn. Anh trên em rung lẫy bẫy, ngồi nó mừng làm sao. Em đặt máy quay luôn để em coi lại cái cảm xúc của chồng em thế nào, em ghi lại mà. Ảnh thấy cái que thử thai, em bảo cái này là cái que thử thai. Xong ông bảo cái này không phải là cái que thử thai. Rồi em bực quá, em dựng đầu dậy, chị là hai đứa ngồi nói chuyện về que thử thai chị. Em mệt quá, ông nằm xuống ngủ, em để chồng ngủ luôn. Còn em tự nhiên hết vui, hết buồn, hết gì đó luôn, người cũng hết cảm xúc luôn. Xong đến một chập cái 7 giờ, em dựng đầu ông dậy. Xong kêu, nè em nói thiệt đó, có thai rồi, đi khám. Thế là sát nhau lê tê lên bệnh viện khám vậy. Lúc đó thì bắt đầu anh này mới có cảm xúc nè. Thì em chở giờ đi khám, bác sĩ nói là đúng là thai. Thì em mới càng khẳng định hơn là mình có con thiệt sao? Đây là sự thật sao? Em cũng hỏi em lương tâm bao nhiêu lần như vậy. Cái lúc mà hồi hộp nhất là cái lúc 3 tháng vẫn chở vợ em đi khám cái đo độ vai gáy á. Độ mờ da gáy á. Trước đó là bác sĩ đã khám cho mình là nói là tinh trùng bị dị dạng. Khả năng có con là... Dị tật. Là chưa tới 20%, là rất là thấp. Mà nếu như có thì cũng rất là yếu. Cho nên cái cảm giác rất là sợ. Đúng rồi, em lo và hồi hộp vô cùng. Cho đến khi mà nhận được kết quả thì đúng là em thở phào nhẹ nhõm. Và lúc đó em cảm nhận được là mình càng phải thương cô này nhiều hơn. Đứa đầu là cháu trai cháu gái? Dạ, dạ. Bé đầu nhà em gái. Rồi đứa nhỏ là anh trai gái? Dạ con anh trai ạ. Có 10 điểm rồi. Lúc đó là suy nghĩ của mình là trách nhiệm cộng với một phần cảm mến, cộng với một phần nể phục về cái năng lượng của này, cộng với một phần là tôn trọng cái bản lĩnh của cổ. Cho nên đó là tụi em là bàn đến cái chuyện đám cưới. Đám cưới của các bạn chắc làm rất là hoành tráng đúng không? Em là một người khá là mơ mộng. Thành ra em thích có một cái đám cưới như là một cái lâu đài cổ tích vậy á. Thì tức là em mơ sao thì đám cưới em như vậy. Giờ các bạn cũng đã là một cái gia đình quá hạnh phúc quá. Vậy thôi bỏ qua cái phần kể thật xấu đi ha. Không được chị. Không được chị ơi. Cái thật xấu của anh Sang ở đây á là ảnh mặc đồ á rất là bẩn luôn. Em gom đồ của anh đi giặt, anh sẽ hỏi là ủa sao giặt cái áo này của anh? Ủa thêm thấy anh mặc lâu rồi anh giặt đi. Đâu, cái áo này anh mới mặc có 3 ngày à, 7 ngày anh mới giặt. Còn cái thứ hai á là cái nhây của anh là như thế này. Cái gì anh tới à, không tới luôn đi mà anh cứ cạnh nhấp rồi anh dừng lại như vậy 30 phút làm sao em chịu nổi. Em vậy mà mới có con á. Đâu không có. Cụ thể đi cái hành động của anh. Đúng là cái rồi gì? Đó anh, em cũng muốn hỏi coi cụ thể sao. Dạ thì em nấu cơm xong em gọi anh vô ăn cơm. Từ bên ban công đến đây nhà em có 5 mét thôi mà anh đi cạnh nhấp xong anh dừng lại ở chỗ cái tivi, anh bấm điện thoại xong anh lại cạnh nhấp anh đến cái bàn ăn rồi anh lại bấm điện thoại và cạnh nhấp anh làm như vậy cả 30 phút. Em đói em chịu không nổi luôn. Tới cái bàn cơm là cái như cơm nó nguội luôn rồi. Là em ăn xong rồi em đi ngủ một giấc ra rồi anh vẫn chưa ăn cơm á, dạng vậy. Rồi tiếp theo là gì nữa? Dạ em chỉ thấy có hai cái đó thôi à. Rồi giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Chắc là hết nhấp, đừng có nhấp nữa. Đi thì tới luôn,
tới thẳng đích luôn. Tới bạn đi rồi nhắn. Dạ, tới mục tiêu luôn. Người ta từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh có một lần thôi. Ổng từ ban công vào đến bàn ăn quá cảnh 5 lần lận. Chứ ôi không nổi. Dạ. Rồi bây giờ tới sang đó. Là cô ấy có những tật xấu gì? Ở Thương thì sau khi sinh hai đứa thì có những cái là tính cách hơi thất thường một xíu. Có thể là hơi nóng nảy một xíu. Nhưng đó là cái chuyện tâm sinh lý rất là bình thường. Với lại ưu điểm của Thương á. Anh đang hỏi là tật xấu chứ không hỏi ưu điểm. Chú cũng nhấp nhấp nữa. Chú nhấp nữa. Tật xấu nữa là không chịu ghen. Trời đất ơi. Em làm mọi không cách chịu ghen cũng không ghen. Chết. Em đi chơi, em chụp hình cô này, cô Kim đó. Nè, hôm nay anh chụp hình với cô này, cô kia đẹp không? Đưa. Trời ơi, sao đẹp bằng em. Em lướt TikTok, Facebook, thấy gái đẹp. Em, cô này mông bự à. Ngực to ghê em. Nhìn coi. Trời ơi. Khi nào được như em mà nói. Ồ. Là ông bị mất hứng liền. Mất hứng liền anh. Em cứ tâm lý như là hai thằng bạn nhậu bàn bạc với nhau về gái thôi. Gái đẹp thì mình cũng muốn ngắm mà, chứ đừng nói đàn ông. Nhưng mà bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Em chỉ mong muốn là vợ em á là biết dành nhiều thời gian cho bản thân cổ hơn. Có muốn nói điều gì với vợ không? Hồi nãy vợ nói đó, chưa có tỏ tình. Chưa có gì chưa cả. Chưa có cầu hôn. Đứng lên hai đứa đứng lên. Để nhìn nhau mà nói đi. Làm lại cầu hôn đồ này cái nọ đi. Nói đi. Tỏ tình đó. Anh thì đâu có lãng mạn đâu. Tình yêu cũng chỉ là lời nói thôi. Quan trọng là hành động. Em ha. Anh yêu em. Với em như vậy là quá đủ rồi. Một gia đình chỉ cần có vợ, có chồng, có các con. Không cần nói nhiều, chỉ cần hành động thôi, thế là đủ. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều. Rồi, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Có cái tình cảm như lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi, mà vợ em cũng thích em nữa. Mà không hai đứa ngồi kế nhau vậy đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Em nói thiệt, tin nhắn của anh nhắn với người đó rất là nhiều. Đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn. Y như là anh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Xin chào cặp vợ chồng rất rẻ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Bùi Minh Hải, em đến từ Tây Ninh. Dạ, hiện em đang công tác tại công ty Hùng Di Tây Ninh. Em làm bên thợ điện. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả ở đây. Em tên là Võ Thị Trang, em nay 29 tuổi, nghề nghiệp của em là nội trợ. Rồi mối tình hai người chớm nở như thế nào? Vợ chồng em quen nhau là năm lớp 12. Em vô là em ngồi cái bàn đầu tiên. Ảnh vô anh thấy cái anh ngồi bàn sau. Vô tình cái đợt đó đó đang ngồi chơi thì kia nói chuyện cái chọc ghẹo. Cái em mới lấy cái cây thước á, em gõ lên cái tay ảnh trầy chảy máu. Cái ảnh ập mặt xuống ảnh khóc. Trời ơi. Cái mạnh mẽ quá vậy. Khóc là đúng rồi, chảy máu chứ bộ giỡn sao. Rồi lúc đó lớp 12 hả? Dạ lúc đó. Mong manh mà. Lúc đó nghĩ nó trời ơi quánh có một cây thước thôi mà chảy máu mà khóc nữa. Nói sao mà kỳ cục vậy trời. Cái quay xuống nói bụ đau lắm mà khóc. Cái lúc đó ảnh mới trả lời là không phải là đau mà là vì ảnh đang tưởng tượng là ba ảnh đang bệnh nằm ở nhà, bệnh ung thư giai đoạn cuối luôn. Cái anh buồn anh khóc. Là lúc đó là mình nghe cái mình thấy mình có cái tình cảm như là lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi, mà vợ em cũng thích em nữa. Mà không hai đứa ngồi kế nhau vậy đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Cái bữa đó là vợ em đem nguyên một bọc trái cây quá chừng bự vô luôn. Cái ngồi nè, vợ trên bàn trên là quay xuống, tụi em dưới ngồi chụm hai bàn chụm lại. Cái em ngồi trong bụng nói đối diện vậy nè, giờ mình có cơ hội rồi, giờ mình cũng làm cái gì đó để mình gọi là mình thích người ta. Cái em lấy cái chân em giảm lên chân vợ em cái. Thì nếu mà không được thì mình nói mình giỡn thôi. Cái em không ngờ luôn, vợ em lấy chân kia giảm lên chân em luôn. Rồi em cũng bạo gan lắm, lấy chân còn lại của em giảm lên luôn. Trời ơi, là bốn chân chồng lên nhau đó. Dạ, cái em nói trời ơi, rồi bật đèn xanh dính rồi. Vợ em bật đèn xanh rồi. Rồi các em là yêu nhau bao lâu vậy ta? Tới 6 năm mấy rồi. Rồi trong 6 năm đó
là chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều những kỷ niệm. Dạ đúng rồi. Có một lần á, em vô nhà bà xã em thiệt em kể mà em mắc cỡ lắm á. Thôi bên này kể đi, sao đâu. Kể đi đâu để cho nó kể đi. Tại vì anh biết đâu, cái bữa đó là vô là nguyên gia đình vợ em đang ngồi coi tivi bên trong luôn. Em với vợ em ra trước ngồi ghế đá ngồi tâm sự. Cái em ơi, anh giờ anh mắc quá. Anh mắc đánh chồng. Cái đang ngồi nói nè, đang ém luôn. Cái bà xã em ngồi nói gì em cũng không nhớ nữa. Mà em làm cái thủng. Trời ơi, quảng hồn luôn, nhìn vô nhà mọi người tỉnh bơ coi tivi không biết gì hết luôn. Mà mặt ảnh y như con gà nâu vậy đó. Quá cỡ quá luôn chị, từ lúc rất đó rất là lớn luôn. Con đánh bom cảm tử tại nhà luôn. Dạ. Rồi trong lúc hai đứa yêu nhau vậy đó, rồi có lúc nào mà giận hờn chia tay chia chân được không? Có chị, nhiều lần lắm. Mà thường thường là do tác động bên ngoài. Tuy người ta nói Trang quen Hải, thằng nhìn y như BD vậy, cũng quen nữa. Hồi xưa em trắng như gái vậy chị, em trắng dữ lắm, trắng hơn vợ em nữa. Cái quen em cái trong lớp hay nói trời ơi, trưởng quen ai cũng quen, thằng y như BD vậy cũng quen nữa. Rồi ở nhà bên vợ cũng nói luôn, nói mà thấy không, nó đi kìa. Lúc đó đợt đi núi Bà chơi á chị, cái đi cái tướng, cái chị đi sao vợ em nói mày nhìn coi tướng đi kìa, y như BD vậy đó. Vậy là cũng quen nữa. Không đứng lên đi, không đứng đi thử coi đi BD không tôi. Nghĩ sao mà đi anh để em Thuận đi coi ai BD. Thử với tôi nè, có gì đâu. Đó, đi thời trang luôn, cách quớt luôn cho chị Thuận, đi xuống thảm đỏ Thuận. Đi đây nè, coi nè, coi con nào BD hơn nè. Áo xanh BD hơn. Đó, thấy chưa? Rõ ràng đi với tôi là thấy là bên này nam tính rất nam tính hơn tôi nữa. À bây giờ hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm. Ở lúc mà mới lấy nhau vậy á là ở nhà ai? Dạ. Ở bên nhà vợ hay bên nhà chồng? Cái lúc mà cưới á là ở bên nhà ảnh lục đục đủ thứ lắm. Cái ảnh buồn dữ lắm, cái ảnh đi vô nhà ảnh khóc, ảnh nói vậy rồi giờ sao em? Cái mới nói thì giờ bên nhà em cũng có cái kho. Thôi giờ để em nói với ba mẹ anh tiếng mình sửa lại rồi mình ở. Cái anh nói ừ thì vậy đi chứ mà anh thấy rồi em về em ở với mẹ anh chắc cũng không có được. Rồi cái tự anh bung tiền ra anh sửa sang này kia mọi thứ là hết luôn. Ảnh về em nói thiệt hả, mọi thứ các cái ở nhà hả đều một tay ảnh làm hết chứ anh không có mướn ta luôn á. Tại vì chắc có lẽ là Hải không có tật xấu gì đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ lúc đó là không có nhưng mà sau ngày cưới mới có. À sau ngày cưới. Lúc đó mình tin tưởng bao nhiêu là bây giờ là mình đổ vỡ bấy nhiêu. Đổ vỡ luôn. Vậy hả? Rồi thôi chết rồi. Hồi mới cưới về vợ chồng cực khổ lắm, là đi cạo mũ cao su cho ba. Tại vì có công ăn việc làm, có bằng cấp làng hoàng luôn. Vậy em mới nói thôi xin việc làm đi. Anh mới nói thôi để người ta cạo hư hết, thôi để vợ chồng mình đi cạo đi. Trời. Bắt đầu ấy là cấn bầu bé đầu tiên á, là lúc đó em ốm nghén luôn. Đi cạo đâu có nổi đâu. Toàn bộ là ảnh chàng không à. Riết rồi cái đợt đó, năm đó cái ảnh nhận thêm giường á, là lúc đó là mới cấn bầu em bé đó. Là cái nhận thêm cái bắt đầu đêm nào cũng thức hết á. Cái chị không nổi tại vì không có ăn được. Mà ói rồi, y như là người mình nó nuổn luôn vậy đó. Cái ảnh cạo ảnh chàng riết cái ảnh tức quá. Còn đâu cỡ chừng vài trăm cây á. Cái anh ghé anh bỏ em ảnh đi. Anh cho cạo mình luôn. Là sao? Lý do gì mà đi vậy trời? Tại lúc đó mệt quá chị, trong người nó ra cái nó quạo. Nhưng mà em đi vô giường của nhà xong rồi chút xíu em vẫn quay ra. Em quay ra rồi em năn nỉ vợ lại. Cái xong cái em nói thôi giờ em không có làm nữa. Cái anh nói ừ vậy thôi, nếu mà giờ ấy thì thôi giờ đi mướn người, đi kiếm người khác đi, đặng trả giường cho ta, ta kiếm người khác. Khi mà nghỉ cạo á chị, rồi vợ chồng em ở nhà, em chưa có công việc ổn định, rồi sanh bé đầu tiên ra thì em lo hết luôn. Khi mà ra tháng khoảng 6-7 tháng thì em mới đi vô công ty em làm. Lúc đó thì thu nhập hai vợ chồng em cũng không đủ nữa. Rồi về nhiều khi á là năm em cũng không có chi phí để mà lo đủ cho gia đình. Có bầu bé thứ hai ha, là lúc đó là ảnh, cái chỗ mà ảnh làm á là đã xong rồi. Ảnh mới đi ra ngoài cũng của công ty luôn, ra cái khách sạn 4 sao á, là cái công ty nó thuê đặng làm ngoài đó đó. Thời gian của ảnh lúc đó là nhiều lắm. Ảnh không có lo lắng gì cho vợ con luôn. Y như là ảnh bỏ phế vậy. Chỉ tới tháng tới về là đưa cặp tiền dục đó đó. Rồi vậy là rồi á. Cái bữa đó ảnh điện ảnh nói anh có bạn mời ăn tân gia, thôi anh đi về trễ chết ngang. Cái ảnh đi xong lúc đó về 9 giờ. Cái ảnh nói hồi bữa nay anh xỉn quá anh đi ngủ nha em. Em nói ừ thì anh đi ngủ đi. Mà anh tắm rửa xong lên anh không ngủ, anh nằm anh lấy cái điện thoại anh bấm. Anh thấy mình lên cái đợt anh bấm cái gì đó. Y như là anh thoát ra khỏi cái đó vậy đó, anh không cho mình thấy. Cái xong mình nó
tự nhiên ngay lúc đó mình có cái cảm giác trong lòng mình rất là khó chịu, y như là bất an, y như là có một cái chuyện gì đó ảnh giấu giếm mình, ảnh không bao giờ cho mình biết. Xong cái để im coi, cái ảnh đi lợi ảnh sạc cái điện thoại, nằm đến chút xíu cái đi lợi bóc cái điện thoại của ảnh lên, thì em nói thiệt tin nhắn của ảnh nhắn với người đó rất là nhiều, đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn, y như là ảnh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Ủa vậy lúc đó là cái người đó là gì của em vậy? Dạ không chị, tại cái bé đó là làm trong công ty em á, rất là chảnh chẹ đồ, thấy ghét lắm. Nên em mới nói trong bụng là cua cho bỏ ghét. Trời ơi, em cũng vô tình luôn, em tắt cái màn hình em đi sạc mà em không có thoát cái đó ra. Cái cuộc trò chuyện em không có thoát. Vợ em đọc được hết trơn luôn. Chỉ quen nhỏ đó mới có 2 tháng mấy thôi mà hả, nó viết đủ thứ trong đó luôn. Rồi từng lời từng chữ nhiều lúc vợ con mình nhà chưa quan tâm được đến nỗi vậy luôn. Ngày quen là ngày nhiêu? Ngày 20 tháng 10 luôn. Em ơi, ngày phụ nữ gì đó hả? Dạ, vợ không hề có một chút động thái nào luôn. Không hề nói chúc em ngày phụ nữ hay này kia. Mà lại đi chúc nhỏ đó. Rồi hả, cái ngày mà anh lên chức cái trưởng phòng á, anh nhắn với con nhỏ đó là em là người đầu tiên anh chúc mừng. Anh báo cho em biết trước đó, là em là vợ mà em còn chưa biết trước nhỏ đó. Không, tại vì á là nói chung là bà xã em không hiểu em cũng giải thích rất nhiều rồi. Em nói là em không có thương, em chỉ ghẹo cho bỏ ghét thôi. Là khi em nói anh á, nếu như mà xác định là nếu mà em có thương rồi á thì làm chung công ty không thể nào mà không điện thoại qua, không nhắn tin lại. Khoảng 2 tháng sau là bé đó nghỉ công ty, không làm công ty nữa. Nhưng mà vợ em vẫn không tha thứ cho em, tại vì em nói là nếu như mà còn thương thì anh cũng phải lén lút ở ngoài anh quen à. Còn cái này là vợ em phát hiện ra rồi là em không nhắn tin, em không kết bạn, em xóa toàn bộ cái trong máy em, bất kỳ gì cái người đó là em xóa hết, em không lưu giữ một cái gì hết. Thậm chí cái người đó kết bạn em cũng nói em kết bạn lại nè, giờ anh không kết bạn, em xóa luôn, em quỷ luôn. Nên mà sau này vợ em vẫn không tin, viết đơn. Tự em đi làm đơn, em nộp luôn. Mẹ anh cũng khuyên nói thì thôi lỡ rồi cái chuyện gì giờ cũng mấy, giờ nó biết lỗi rồi thì thôi bỏ qua cho nó lần này đi. Rồi cái mẹ nhà cũng khuyên này kia, cái thôi rút đơn lại. Nhưng mà mấy ngày sau cũng cãi nhau kịch liệt lắm, hai đứa đi ra tòa ký tên. Ủa ghen, vợ em ghen dữ lắm luôn á chị, ghen đến nỗi mà sáng sớm á em đi ăn sáng, cái em gặp con bé đó là ở cùng sớm luôn. Thì mình người ta ngồi ăn trước á, cái em vô em ngồi ăn sau, thì mình trai mình lịch sự mình trả tiền cho người ta. Cái vợ em cũng sao không biết, em ngồi quay lại cái chỗ người ta bán cơm, quay lưng lại em không thấy vợ em lâu đó mua cơm luôn. Thấy vậy cái chiều về sáng sớm đi làm, vợ chồng cười vui vẻ, chiều về cái hầm mặt này nè, hỏi ủa gì vậy em, sao rồi cái gì thì nói với vợ chồng, anh một dạ hai lòng, anh tự làm gì anh biết. Cái em mới ngồi em suy nghĩ nó, ủa em mình làm gì mà một dạ hai lòng ta, là mình đâu có liên hệ gì với cái người nữa đâu. Ngồi suy nghĩ nát óc luôn. Thì trong cái buổi sáng đó thì em có thấy vợ phớt qua, là lúc vợ mua đồ ăn xong về chị phớt qua, thì em cũng đứng lên em nhìn mà không kịp thì thấy giống lắm. Cái ngồi suy nghĩ nó, bộ hồi sáng em thấy anh ngồi ăn cơm với cái người đó hả, thì vợ em cũng biết cái người đó nữa mà ghen đến mức vậy luôn á. Em bực một câu là mẹ em nói nếu trường hợp mà con thấy vợ con vậy rồi sao. Em mới nói là bình thường má, không có gì đâu. Rồi cũng cãi qua cãi lại, em tức quá em đi mướn nhà trọ ngoài em ở luôn. Ôi giời. Em dẫn con nhỏ gái em theo luôn. Em vô ngay cái nhà trọ của thằng em trong công ty luôn. Nó vô nó đồn hết công ty. Bà mẹ cầm cái giấy chứng minh hỏi con biết anh này không, cũng làm chung công ty con nè. Anh cầm lên, trời ơi anh Hải. Nó bắt đầu vô đồn hết nguyên công ty luôn. Ai cũng biết hết trơn, tụi cái ship ảnh này kia nghe vậy cái nó kêu ảnh lên. Nói chuyện nó, ủa sao mà cưng phải ra nhà trọ, cưng mướn nhà trọ cưng ở kỳ vậy. Mà mắc cười lắm, đi ra nhà trọ ở thì em cho đi luôn. Em cũng hú kêu lần nữa, rồi bắt nhỏ gái em theo nữa. Cái lúc đó nhỏ đó nó còn bé, mắc cười lắm. Nghe ba nó là mình đi lại tới nhà mới mình ở, nó phái lắm. Ba đi, ba mình đi ba. Giờ hỏi hai đứa tình trạng thực tại hiện giờ hai đứa là sao? Dạ, đang rất là hòa thuận nha. Ai đăng ký cái chương trình này? Dạ, em là người đăng ký. Tại cái bữa đó vợ đi du lịch, dẫn hai đứa con đi, bỏ vợ bỏ mình em nhà. Cái buồn quá bắt chương trình lên coi cái... Coi tại hôm bữa trước á, là vợ cũng có nằm coi, vợ nói anh em đăng ký chương trình nha. Nói ừ thì đăng ký đi, thì vợ chồng mình đi. Cái bà xã em ru luôn. Cái bữa đó ở nhà móc ra đăng ký thử coi mà. Em gỡ đại em là người đăng ký á. Cuối cùng là được tham gia. Dạ đó. Giờ nếu mà em muốn vợ em thay đổi á, là em muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ thì em cũng nhân tiện chương trình, em cũng gửi chương trình nhắn với vợ là
Vợ ơi đừng có ghen nữa, em là thật sự là em rất là thương vợ em. Ngoài đi làm là bây giờ là em không có gì là bậy bạ hết á. Nhưng mà em cũng có cái tánh là nóng tánh dữ lắm. Em cũng ráng em kiềm chế cái tánh nóng của em lại và để lo cho gia đình. Hiện giờ em cũng ráng em làm để cất cái nhà, em xây tổ ấm cho vợ chồng em. Rồi còn em, bây giờ Trang, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Thì em muốn ảnh là quan tâm tới mẹ con em nhiều chút. Tại vì cái thời gian ảnh đi là quá nhiều rồi, cho nên về là chơi với con. Đó, giờ không có nói lang bang nghe, nói lang bang một hồi nó quên là em muốn nó thay đổi cái gì đó. Dạ, muốn quan tâm tới vợ. Quan tâm tới vợ nè, rồi gì nữa? Mai mốt này kia là thấy phụ nữ khác là đừng có nhắn tin bậy bạ nói chuyện với người ta. Ta làm gì kệ người ta đi mắc mớ, người ta bỏ ghét, cua cho bỏ ghét. Bởi vậy. Cái điều mà bạn muốn ở vợ bạn là phải hiểu bạn. Là bởi vì sao ngày xưa bạn chơi với bạn này là lúc đang đi học, là con số 0 chả là cái gì hết. Bây giờ người ta thành đạt rồi, người ta phải có những mối quan hệ xã giao trong cái xã hội này. Nhưng mà vợ em lại không được tham gia ở ngoài xã hội. Để vợ em hiểu rằng nếu khi mà con người ta hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng phải đổi thay. Thì cái sự đổi thay hoàn cảnh và đổi thay con người á, vợ em phải biết nó là như thế nào thì vợ em mới đồng cảm thấu hiểu được em chứ. Chứ nếu mà cứ ở nhà thì vợ em là dừng lại, không bước tiếp. Còn em á thì bước mà bước quá nhanh. Thì làm sao hai người mới đầu từ đồng niên với nhau nè, đúng không? Đồng hành xong đến một lúc tự nhiên vợ em đứng yên, em đi muốt ở đây em đòi người ta hiểu. Làm sao mà hiểu được, đúng không? Dạ. Nè, thì bây giờ hai bạn phải chấp nhận nhau ở cái thời điểm như thế này đến chi để hiểu nhau hơn. Em phải chịu khó tìm hiểu cuộc sống của chồng em, mình không có co mình lại nữa. Đó. Yeah. Rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Yeah. Rồi, quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi ở nhà ngoại nuôi. Hai năm mấy nay em ở vậy em nuôi con em. Tại hồi xưa em cũng đi làm biển hết mười mấy năm rồi, biển em cũng làm giỏi, bất cứ nghề làm mướn em cũng làm được, có cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được. Làm được. Một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Xin phép mời bạn nữ ra trước. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Mình mời bạn nữ giới thiệu trước nha nhà trai ơi. Em là Đoàn Thị Minh Huế, sinh năm 1986. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em buôn bán, bỏ xỉ lẻ tiếp theo ạ. Mời em trai. Em xin sự giới thiệu, em là Tô Minh Khang. Em sinh năm 83, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Em làm về cái gì? Gõ nội thất tủ bàn ghế. Đóng tủ bàn ghế luôn hả? Tức là thợ mộc đó đúng không? Thợ mộc với bằng em gia công hết luôn, với công ty Phú Đỉnh đó. Rồi em quê ở đâu? Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Trời thấy thương, giờ bà ngoại đang ở đâu? Ngoại chết rồi, giờ em ở bên vợ hết mười mấy năm. Nhà vợ cũng lấy chồng khác rồi. Giờ em cũng đi hai năm mấy nay em ở vậy, em nuôi con em. Trời thấy thương vậy. Trời em vợ em lấy nhau được mấy năm mà tự nhiên 12 năm. Mấy đứa con em? Ba đứa. Trời thấy thương. Ba đứa là một mình nuôi luôn hết hả? Bên vợ nuôi em trợ cấp mà chị ơi. Ủa vậy tính ra là bây giờ anh sống có một mình thôi hả? Em sống có một mình. Một mình luôn. Điểm mạnh của em là gì? Em biết lo việc nhà, cửa nước, nồi, gì, cơm nước em làm được hết. Em tự lập lúc 10 tuổi rồi. Rồi có điểm yếu gì không? Em yếu bị hay bạn bè mượn tiền không trả. Nó hay gạt em hoài, cái thấy em nhiệt tình, cái mượn cái nó kêu mượn 100, em có 200, nó cho mượn 200 hết. Gì kỳ vậy? Tại em tính nhiệt tình mà, mượn như em cho nhiêu à. Vậy giờ em còn tiền không? Còn có mấy chục triệu à. Cho anh mượn được không? Cũng được anh ơi. Cũng được luôn ha. Mượn vài năm trả nha. Mượn luôn cũng được, có sao đâu mà. Trời ơi thấy thương không? Thôi không được. Mình giờ mình chuẩn bị mình có một gia đình mới rồi thì mình phải nghĩ tới gia đình mình. Chỉ có 10 đồng mình cho mượn 2-3 đồng thôi. Sao thấy thương quá, nãy giờ là tính qua ôm một cái an ủi rồi đó. Thiếu may mắn quá à. Nhà gái sao nè? Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, hoạt bát, buôn bán, thích nấu cơm ăn gia đình. Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, đi trước đám đông hay nhút nhát.
thôi cái đó thì cũng không sao. Rồi hình bây giờ mình nói về cái đường tình duyên của mình đi. Trước em có quen ông xã em, lớn hơn em 26 tuổi. Ảnh có gia đình trước rồi nhưng mà chưa có thôi dứt hẳn. Nhưng mà ảnh cũng nói là ảnh có thôi dứt khoát hẳn rồi, ảnh cũng có hai đứa con. Thì em quen và tin tưởng, nói chung là ảnh cũng đưa đi chơi chung với cơ quan, với bạn bè, đồng nghiệp của ảnh á. Thì mình cũng tin tưởng gia đình, anh em rể có thứ này biết em hết. Ảnh nói là ảnh công việc nhà nước thì ảnh không có thể nào mà làm đám cưới hoặc là đăng ký kết hôn được. Để chờ khi ảnh về hưu á thì muốn gì ảnh cũng chịu. Thì đến khi mà sinh sống với ảnh được 5 năm sau thì em có bé đầu. Em có bé trai đầu thì bắt đầu em phát hiện ra ảnh cờ bạc, trai gái, nói chung là đủ thứ hết. Em cũng tự lập từ nhỏ và em cũng tự muốn những gì cuộc sống của mình tự quyết định và không muốn để gia đình buồn phiền về cái chuyện hôn nhân riêng tư của mình. Em chuẩn bị sanh bé nhỏ là em thôi với ông xã em. Đến khi bé nhỏ được 1 tuổi thì em dứt khoát hẳn hồi luôn. Và cuộc sống của em tự lập từ đó đến khi bé nhỏ được 1 tuổi, gần 1 tuổi rưỡi thì em bị bệnh. Gần như là chuyển sang giai đoạn 2 ung thư thì em mới không chịu nổi được nữa. Thì em mới đưa hai bé nhỏ gửi vô trong chùa ở ngoài quê. Thì gửi được 2 năm em phục hồi được sức khỏe ổn định lại thì bắt đầu em rước hai bé lại. Và khi mà em bệnh đó em liên lạc cho ông xã em á, để em nhờ gửi hai đứa con, em liên lạc không được. Bạn bè ảnh cũng biết luôn nhưng theo em nghĩ là ảnh cũng biết chứ không phải là không biết. Nhưng mà ảnh không chu cấp, không quan tâm, không một cuộc điện thoại, không một lần thăm hai đứa. Hôm nay cặp này bên bị lừa tình, bên bị lừa tiền. Cuộc đời sao nó cũng trớ trêu quá nhờ. Rồi quê là em là ở đâu? Quê em ở Ninh Bình ạ. Còn ai ngoài đó? Giờ em còn có mẹ ở ngoài đó. Ở đây thì còn có ai nương tựa nữa không? Dạ ở đây không, ở đây chỉ hai em ở trên Củ Chi. Một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết. Một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Em nghe hoàn cảnh nhà gái em thấy sao nè? Giống hoàn cảnh của em có sao đâu mà em cũng chịu cực từ nhỏ rồi mà. Nghe vậy có cho mượn vài chục triệu nuôi con không? Trời ơi. Thường em gì cũng được, nên em mặn hết tiền, đưa hết có sao đâu mà. Hồi nãy khi mà em nghe câu chuyện của anh á, tính ra thì từ nhỏ tới lớn anh đơn độc có một đúng mình. Rồi. Cái mong muốn của anh để mà có được một cái người phụ nữ ở cái thì tương lai á, nó như thế nào? Nói chung em cũng không cần quan tâm, nếu em đi làm, nếu em về được nhà em phụ vợ, cái gì em phụ được em phụ, nấu cơm cũng được, giặt đồ cũng được, cái gì em cũng cứ làm hết chứ. Đó là chỉ mong có một người để mình được phụ thôi. Đúng rồi. Vậy em, đó. Em trai, anh hỏi thật nha, kinh tế của em đó, em làm có một mình, em đủ lo cho một người, đủ lo thêm cho ba người nữa không? Tại em làm công ty xí nghiệp cũng lâu rồi, tại em làm phó trưởng, lương em cũng có 15 triệu. Mà tối mình cạo mướn thêm, em cạo ngành cao su, em cạo giỏi lắm, em đi em cạo cả ngàn mấy cây nữa. Tại xưa hai chồng em cũng mặn, ba đứa con thiếu nợ, nên phần em cũng trả nợ, em cũng vừa dứt hết năm rồi. Một mình em trả 100 mấy, 15-16 triệu, cái em trợ cấp cho con em hết 3 triệu mấy, 4 triệu, cũng còn dương 10 triệu. Còn tiền cạo đi 100-200 ngàn để tiền ăn, tiền nấu xăng. Tại xưa em cũng đi làm biển hết 10 mấy năm rồi, biển em cũng làm giỏi, bất cứ người làm mướn em cũng làm được, có cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được, và lỡ mà có rơi vào những cái hoàn cảnh ngặt nghèo thì đây cũng là một cái người đàn ông có thể tự vươn lên, tự bươn chải và có thể tự thoát ra được những cái chuyện mà nó không hay như vậy. Là em gái, thật ra nếu hai bạn mà kết hợp nhau làm ăn á, dạ, thì em nghĩ rằng rất là tốt. Hiện nay em ở nhà ai? Hiện nay em đang ở nhà em ở quận Bình Tân ạ. Rồi khỏe re. Dạ. Ở đây nhà của em luôn hả? Nhà của ai? Em ở trọ từ ở trọ đó giờ luôn hả? Tại vì xưa em ở rể 12 năm trời, em lo bên mấy em vợ, em học hành tài, em lo hết bên vợ, mặn nhiều tiền, lo hết bên vợ. Em ra đi cũng bằng tay trắng, em cũng chả lấy gì trong nhà hết. Người đàn ông này nếu như có cơ hội để anh ấy cố gắng nỗ lực thì anh ấy cũng sẽ cố gắng hết sức mình luôn. Bây giờ mình cứ để hai người nói chuyện nữa ha. Em đi với ai em gái? Dạ, em đi với hai con em ạ. Chào các con. Trai tên gì? Con tên là Việt Anh.
Con nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. Em tên gì? Em mấy tuổi? Con 6 tuổi. Con tên gì? Con tên Anh. Bữa nay hai đứa có biết là mẹ đang đi đâu không? Mẹ đang đi hẹn hò. Ê, con có muốn mẹ hẹn hò không? Muốn không? Cô Lan đi xuống với con nè. Ờ, à, thấy cưng quá à. Con muốn mẹ hẹn hò không? Có ạ. Rồi, bây giờ nè, con nhìn cái chú này nha. Hai đứa nhìn chú này nha. Hai đứa thấy chú này như thế nào nè, đẹp trai không? Có. Con thấy chú đẹp trai không? Có. Có hả? Con nếu như mà bây giờ mà mỗi ngày chú qua chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Con thích ạ. Trả lời rất là nhanh luôn, con rất là đây. Bây giờ để cô Lan hỏi anh hai nha. Bây giờ nếu mà mỗi ngày cái chú qua chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Có. Rồi thí dụ như mà chú muốn mượn mẹ con 2 tiếng hồ để đi chơi riêng, con chịu không? Chịu luôn ạ. Chịu luôn rồi con nhà con giữ em hả? Dạ. Được không? Được ạ. Con thấy chú này sao? Hiền không? Hiền ạ. Con thích không? Con thích chú không? Rồi ha, vậy là hai đứa ủng hộ mẹ đúng không? Rồi, cảm ơn các con. Anh trai đi với ai em trai? Em đi cùng mình anh ơi. À, tội nghiệp không? Cô đơn quá. Thôi bây giờ là hai bên cứ trò chuyện với nhau đi nha. Em trai muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chung em dễ mà nè, nếu người thương em một, thương em mười. Ví dụ em thương bạn gái, em cũng thương con bạn gái giống hệt con của em vậy, ở nhà vậy. Em mới lo từ đi từ tí. Chứ 1 tháng cho em về thăm con 1 lần được rồi. Còn nếu mà xuống thăm bạn gái, chủ nhật em có rảnh em xuống thăm. Ví dụ giờ em đang làm xí nghiệp, em làm pha trưởng. Ví dụ 1 tháng em xuống được 3 lần ngày. 2 ngày chủ nhật nghỉ với 1 ngày lãnh lương. Được 3 ngày, 1 tháng em xuống được 3 ngày. Còn nếu ngày lễ, Tết em cứ xuống đều đều. Em giờ đang ở đâu? Em ở huyện Dầu Tiếng chứ. Dầu Tiếng Tây Ninh đó đúng không? Dạ. Thôi mở rào. Rồi qua đi em trai. Này anh cũng có này tặng em. Tự dạ. Tay anh làm. Dạ rồi em cảm ơn anh. Quay qua cho mọi người thấy đi. Rất là khéo tay luôn mọi người. Em làm bao lâu xong cái đó? À, tại em vừa làm chắc chưa, em nghỉ trưa em làm trong vòng 3 buổi trưa em làm xong. Tặng bạn gái, I love you. Hai trái tim lồng vào nhau nữa. Rất là dễ thương. Cố gắng kiềm chế tôi không em khóc. Em nhìn anh bằng đầu hay sao? Thì mới thì cũng thấy là lạ. Anh tên gì ạ? Anh tên Khang. Anh quê ở đâu ạ? Nói chung quê ở An Giang mà mẹ bỏ nhỏ nước ngoại, nhà anh em tới 8 anh em rồi. Dạ. Anh là thứ tư. Dạ. Ở nhà ngoại lúc 7 tuổi rồi. Tới năm 11 tuổi tự lập rồi. Dạ. Và còn mấy anh chị em thì có ở gần gần đây không ạ? Có ông anh hai ở bên Dĩ An mà cả chục năm nay cũng không có về bển nữa. Nói chung anh em nào cũng khá hết trơn mà cũng không nhờ giả hết trơn. Anh tự mằn tự lo, ví dụ bệnh hoạn gãy tay gãy chân cũng tự mằn dành dụm tiền lo, không nhờ ai. Dạ. Yeah. Húc anh cưới vợ anh cũng tự mằn kiếm mấy chục triệu cưới vợ. Yeah. Ông bà già chỉ cứ lên thôi, anh cũng cho tiền xe về. Dạ. Yeah. 3 năm nay anh cũng không có về giữ. Nói chung ông bà già cũng không có thương anh. Yeah. Nói chung thương mấy thằng con ở gần cho đắt cho đai với anh không cần thiết. Tự mằn tự lo. Đúng rồi. Đợt dịch này anh cũng trên đây bệnh hoạn nha. Cũng mới bệnh xong cách ly hết 17 ngày. Ông bà cũng có điện hỏi thăm đâu. Thì em cũng giống như anh vậy đó. Cũng tự lập, không có nội, không có ngoại thì mất hết rồi. Còn có mình mẹ. Nói chung hai anh với em chung trong hoàn cảnh, chung hai đứa mình có hợp nhau, bù đắp nhau dễ sống hơn. Anh có nhậu nhẹt không? Không, nói chung anh không nhậu nhẹt, hút thuốc anh không hút. Dạ, yeah. Có biết cờ bạc gì không? Không, có Tết nhất anh em rủ bánh trứng lên 2-3 ngàn, 50 ngàn. Có ví dụ vợ cho 500, chơi hết 500 mà nghỉ, không chơi nữa. Vợ cho nhiều chơi nhiều. Ví dụ hẹn hò, ví dụ tháng anh xuống được 3 ngày. Ví dụ ngày thứ 7 anh làm sáng chiều thứ 7 anh xuống thăm em với hai đứa con. Dạ. Yeah. Còn ngày đánh lương anh nghỉ được nguyên ngày. Yeah. Tại vì đang làm pha trưởng không có đưa được. Tại quản lý công nhân coi hàng quá mà chỉnh máy móc cho công nhân làm.
Tại hôm em chỉnh máy mà em cũng buồn, vợ em cũng cưa đứt cái ngón tay. Chỉnh máy sao mà sơ ý sao đứt cái lâu luôn á. Thí dụ như mà sau này có em có muốn thay đổi công việc cho anh về Sài Gòn anh gì không? Nói chung là vợ lo, mình thương chấp nhận thương vợ, đi đâu cũng được. Nói chung đi biển, xuống biển anh cũng đi được, anh gần anh đi cũng được. Chỗ nào có việc làm anh làm được, anh không ngại. Sắp tới dự định cũng có thể là qua năm, giữa qua năm em có thể mở quán. Một là mở quán nhậu, hai là mở quán cà phê với cơm trưa. Nói chung xuống đây mình cũng có công ty, nói chung anh làm công ty cũng được. Về ngày nào phụ vợ được phụ, còn nếu không được chủ nhật ngủ phụ cũng bán. Em có ràng buộc gì không Khang? Không, em không ràng buộc anh Trân anh ơi. Em có không một ràng buộc gì hết. Chỉ có một tháng em về thăm con ngàn lần. Nếu một tháng trợ cấp 3 triệu mấy 4 triệu tùy theo mà em làm nhiệm cho nhiều em ít cho ít, vợ cũng không đòi hỏi vậy đó. Nãy giờ em gái á, thật ra em gái có đồng cảm với lại bạn trai này gì không? Dạ có. Trước mắt anh nghĩ rằng em cũng cần một người bên cạnh. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, em đến gặp một cô gái thật ra cũng rất là thông minh và bản lĩnh đó. Em có muốn kết đôi dùng cùng với người đối diện không? Em cũng muốn kết đôi, em mới lên đây em tìm chương trình giúp đỡ của em. Bây giờ em tiến tới em nắm tay cô gái đi, thử xem thế nào. Tiến tới nào. Cái tay anh trai em anh ơi. Kệ nó, trai gì đâu nào. Trời, trước sau cũng phải nắm nào, chứ gái, đâu có né em được. Em gái, đó. Từ nắm với hai bạn đang lâu hai tay. Nắm như vậy nè. Nắm vô. Đó. Mến không? Mến. Giờ thôi anh cũng mong em cho anh một cơ hội để lo cho em cuộc sống sau này đi. Thôi cho anh một cơ hội. Rồi. Dạ, em cảm ơn. Ủa cái gì vậy? Người ta chưa nói lại cái gì luôn á. Thế hát quá à. Có hát tặng cô em gái mà gì đó. Em hát không được anh ơi. Em mặn gì cũng giỏi chứ. Nấu chè, nấu bánh gì em làm được. Nấu cơm, nước gì em làm được. Mà ca em ca không được. Gì cũng làm hết đúng không? Giờ vợ sai hoài có buồn không? Không, giờ mình làm cho vợ mình thì vui. Tại xưa em làm bà xã em cũng mặn suốt. Em tối mình cạo, sáng giờ em lo con đi học nha. Ừ, giờ bây giờ mình đừng nhắc gì chuyện cũ nữa nha. Em bỏ hết rồi, tại vì ai hỏi em mới trả lời, còn không hỏi em muốn nhắc tới. Ừ. Mình đến với nhau mình làm cho nhau vui hạnh phúc, còn nếu mà cảm thấy mà không vui không hạnh phúc không đủ cái tình cảm to lớn á, thì mình nên dứt khoát, mình nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Em cũng thích như vậy và em chỉ cần một người á, là thương con của em giống như con của người đó, tại vì từ nhỏ tới lớn chúng thiếu thốn tình cảm bên nhà nội, bên ba rất là nhiều, tại ba nó không có thời gian cho tụi nó. Từ nhỏ tới lớn nó đều ở với em hết. Chỉ có khi em bệnh ngã xuống thì em mới gửi cháu được vô chùa 2 năm. Bây giờ quan trọng hai người kiểm tra một lần nữa. Đủ yêu thương, chúng ta bấm nút. 1 2 3 Nắm tay chặt vô nào, nắm thật chặt vô. Nào hãy ôm một cái ôm thật chặt nào. Ôm thật chặt nhau nào. Chặt nữa nào. Em muốn mời hai bạn nhỏ lên đây. Hả? Hai đứa con lên đây. Hai con lên đây. Nói chung con em cũng hứa với chương trình. Rồi bây giờ nào đó. Trời ơi. Nói chung hứa chương trình là thương vợ thương em á, cũng thương con em mốt con em có xuống nhà chơi cũng coi con của em thôi, em nói chung con nào cũng là con đó. Thấy chưa, nó ôm chặt nó chưa. Em nói với bạn em gì đi, nói với bạn gái gì đi, hứa gì đi. Thôi, anh sẽ hứa lo cho mẹ kem nửa cuộc đời còn lại. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Đứng nó đi con nào. Em gái em thấy sao? Dạ, nói chung là em thấy rất là vui. Một người cũng lần đầu gặp. Và em chỉ cần là thứ nhất là không cờ bạc, thứ hai là yêu thương con em, thứ ba nữa là chịu khó. Còn tiền bạc thì nó là phù du lắm. Mình tạo ra nó được thì tiền hôm nay nó có thể trong túi mình, ngày mai nó thấy có thể trong túi người khác. Nhưng mà mỗi một ngày mình sống, mình cảm thấy điều đó là hạnh phúc. Gia đình là hạnh phúc, nhiều đó là đủ rồi. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà
từ chương trình. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà. Chúc mừng hai em. Dạ. Một lần nữa thì chúc hai em tất cả mọi điều may mắn nhất. Đó, đưa mẹ chú đi đi con. Đi đường này, đi đường này. Nãy khi mà nghe hoàn cảnh của hai anh chị là đã không có kìm lòng được. Sao dạo này dễ khóc quá. Đồng cảm đó ha. Người đã mất đi hạnh phúc, họ sẽ đón nhận hạnh phúc nhiều hơn nữa. Như vậy chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo để xem họ có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không. Thì anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở luôn. Ở luôn. Ở đâu từ hơn nửa tháng á. Đùng một cái có bầu. Trời, con muốn xỉu luôn. Sốc lắm. Ủa, mình đang trẻ tự nhiên giờ dài rồi sao? Thôi cho anh đi Đà Lạt quá. Anh đi Lạt 5-6 ngày á. Anh về. Đi để suy nghĩ đó dạ, con. Dạ. Cái con nghĩ, trời ơi, tức quá. Rồi con vô, cùng con cũng nói chuyện, nói dạ bác. Giờ con có bầu vậy vậy đó. Bố chồng con ngồi suy nghĩ. Bố chồng con điềm tĩnh á. Ừ. Thôi con về đi, để bác tính. Xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. À. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào cô Hồng Vân và chú Thuận. Ừ. Chào cả một khán giả, em tên là Hàn Thanh Tú. Đây là vợ con. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con năm nay là con 30 rồi. 30? Dạ. Tú công việc gì? Dạ, con làm cho gia đình, làm việc cho gia đình. Làm về tái chế giấy ạ. Ồ, vậy dạ. Hả? Rồi mời. Dạ, con. Chào cô Hồng Vân và chú Thuận và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Con tên là Nguyễn Trinh. Năm nay con 25 tuổi. Công việc của con hiện tại cũng kinh doanh với gia đình. Bên sản xuất quần áo. Ủa. À, vậy đó hả? Sản xuất quần áo là gia đình con đúng không? Dạ. Trời ơi, coi như tái chế giấy là gia đình của Tú đúng không? Ồ, trước khi mình vào những câu chuyện đúng của rồi. Cặp đôi này, chúng ta lại gặp nhau trong một cái không khí đầu năm. Ở mùng 6 Tết vẫn là còn Tết. Bây giờ hai đứa con đã đến với gia đình vợ chồng son rồi đúng không? Dạ. Giống như là cái phong tục tập quán của đất nước mình á, từ đó giờ á là con nít này chúc Tết người lớn xong cái được lì xì. Đó, ở nhà mình đấy. Thường từ nhỏ lớn mình nhận tiền lì xì xong làm y vậy cái nè. Đứa nào đứng lên trước. Dạ con, vậy con. Năm mới con chúc cô Hồng Vân cái đầu tiên là sức khỏe, cái là sống luôn vui vẻ và công việc luôn suôn sẻ. Cô Hồng Vân chúc Tú gia đình thật là hạnh phúc nè, tụi con sẽ sống với nhau răng long đầu bạc nè, công việc của con thì suôn sẻ, tiền vô như nước, lì xì. Dạ. Rồi bây giờ tới Trinh. Tới con đó. Dạ. Năm mới con chúc chú Quốc Thuận dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và lúc nào cũng đẹp trai. Trời ơi, thiệt vời. Chú đẹp trai là chú cực kỳ thích luôn. Chú chúc cho con gặp được nhiều may mắn, giữ mãi cái nét thanh xuân như thế này, luôn là người vợ, người mẹ tuyệt vời trong gia đình nhỏ. Đây, lì xì. Chứ nữa cái công việc mà công việc về quần áo của con là phát đạt nghe không? Đó. Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình Vợ Chồng Son. Cái thời gian đầu tiên mà các con gặp nhau đó, nó như thế nào? Cơ duyên gặp nhau ra sao và ấn tượng về nhau như thế nào? Kể cho chú nghe đi. Cái thời điểm đó là tầm 22-23 Tết năm 2020. Thì lúc đó con có chơi một cái mạng xã hội Tinder để tìm kiếm bạn bè thôi. Thì vô tình thì con có thấy anh Tú trên đó. Nói chung là con cũng có một chút thiện cảm. Thì con mới match anh Tú. Thì vô tình anh Tú cũng đã match con từ trước rồi. Thì lúc thì anh nhắn tin làm quen con. Con thích cái thiện cảm gì ở khuôn mặt của Tú? Dạ thật ra cái lúc đó trên đó hình ảnh anh Tú là không có tấm nào thấy mặt hết á. Thấy cái gì? Có nghĩa là... Dạ chỉ có cái bóng lưng với lại nói chung là không có rõ mặt. Người đàn ông bí ẩn đó. Tú cũng me dạ. Nhiều rồi phải không? Con thì trên đó con đợi ảnh thì rất ít là đưa cái mặt ra. Con thích chụp kiểu giống như là mình che mặt hoặc là mình kiểu mình chụp dáng của mình là nhiều. Bí ẩn đó, bí dạ. Ẩn. Con thấy Trinh thì thật ra là con biết Trinh từ chắc 2 năm trước. Trinh là một người bạn của bạn con. À. Dạ. Thì biết thôi chứ hai đứa chưa bao giờ nói chuyện hết. Bạn dạ. Nhưng mà là bạn bình thường hay là bạn gái? Bạn của một người bạn con trai nữa chứ không phải con gái dạ. Ừ. Lúc đó là cũng biết là Trinh cũng đã có người yêu rồi cách 2 năm trước. Bây giờ thấy Trinh đây thì không biết như thế nào thì mình mới thử coi. Tại vì mình cũng thích nên là mình cứ tiến tới thôi. Vừa quẹt xong thì nằm một chút thì tin nhắn báo tới là bạn đã cũng được. Có người quẹt lại. Ừ. Dạ. Nay đã có nước giặt xả tròn 2-1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên.
con cũng vô cũng nói chuyện luôn. Thời gian đó cũng gần Tết thì Trinh cũng bận phụ gia đình, may mặc vào cuối năm thì đi thu công nợ này kia. Con nhắn tin thì Trinh cũng ít trả lời lắm. Tại vì gần Tết thì mình rảnh thì mình cũng muốn gặp mặt để mình đi ăn uống cuối năm thôi. Dạ. Ủa nhưng vậy thì là gặp nhau trước Tết hay là sau Tết? Dạ trước Tết. Và dạ, cái lần đầu tiên gặp nhau Trinh được thấy coi như là thấy full dạ, cái gương mặt của chàng trai này đó, thì lúc đó thì em thấy sao? Hôm đó là ảnh cứ đòi qua đón, nhưng mà tính con á là con thích tự đi à, con không thích người lạ biết nhà con, cho nên là con nói thôi, con từ chối, con nói là để anh tự đi mà anh cứ đòi qua hoài à. Nhưng mà con nhất quyết là con tự đi. Gặp nói chung là con không ấn tượng gì nhiều hết. Tại vì sao? Tại vì thật ra anh Tú không phải là gu của con. Gu của con là gì nói? Muốn nghe coi. Gu của con là mấy anh kiểu lực lưỡng khỏe mạnh mà ngầu ngầu á vậy à. Đó, bụi bặm á. Lúc đó anh Tú trắng bóc mà người cũng nhỏ nhỏ, hơi ốm ốm nữa mà dịu dàng, chu đáo. Đó là cái ấn tượng đầu của con thôi. Còn dạ, Tú thì sao con? Hẹn gặp nhau là trong cái nhà hàng đó là cũng hơi tối, Trinh mặc nguyên một bộ đồ màu đen nữa nên là con thấy thì tối chung là dạ, tối thui luôn. Chung là con chỉ thấy mặt Trinh lúc đó cũng kiểu mệt hay sao, mà lúc mà tới là lúc sau con hỏi thì mới biết là lúc đó đang rất là đói bụng. Mà đường đông, đường Tết nữa, của con gặp nhau hôm đó là 28 Tết. Thì gặp nhau ở trên một cái nhà hàng trên đường như Mạc Thị Bưởi. Là lúc đó là đang đông lắm, ở đó người ta đang bày ra quầy sập Tết nữa, vừa đói vừa mệt mà vừa kiểu mà phải đi bộ này kia đông người nên là Trinh rất là mệt, nên là mặt hơi bị hơi quạo à, là mặt Trinh hơi mệt cả đó, hơi khó chịu nữa. Lúc đó là con thấy con cũng kiểu con sợ, tại vì sao chị mới gặp nhau mà mặt quạo quá. Rồi sau cái bữa đó sao? Các bạn có liên tục gặp nhau nữa không? Cái lúc mà ăn xong á là hai đứa có đi thêm một quán rượu ngồi nói chuyện nữa. Nói chung là hai đứa hợp cái khoảng nói chuyện, nói rất là nhiều vấn đề đề tài. Cái dòng yêu nhau ngộ lắm em, dạ, nói hoài nói thường, sáng thì tới khuya cũng nói được mà giờ cuối cùng không động lại cái gì hết. Tới tối thì ảnh đưa con về, ảnh đưa con về xong ảnh mở cốp xe rồi ảnh tặng cho con một cái chậu mai nhỏ. Wow. Mai thiệt á hả? Dạ mai thiệt. Hay là mai giả? Mai thiệt. Vậy mà để trong cốp xe mà. Dạ, mà tại vì ảnh muốn qua đón con là để đưa cây mai để vô nhà rồi mới đi. Nhưng mà con không chịu. Mà ảnh thì không nói có cây mai. Thì lúc đưa về là hên là cái mai nó không có rụng. Sau đó hơn nửa tháng là tụi con quen nhau. Thì nhà con cũng có mấy chuyến du lịch ngắn á. Thì anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở luôn. Ở luôn. Ở đâu từ hơn nửa tháng á. Thì cái phòng khách đó mẹ con sửa lại thành cái phòng ngủ luôn. Ủa kinh quá. Tú ngủ ở cái phòng khách ngủ đó. Dạ. Được. Thời gian bao lâu thì là hai đứa sẽ từ trên lầu đi xuống phòng khách, hoặc từ phòng khách đi ngược lên lầu? Tầm 3 tháng. Dạ, lâu ạ. Dạ, lâu quá vậy. Đó. Lý do gì mà cưới sớm vậy? Bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ kêu cưới. Chứ sao? Chưa, tôi đã nghi rồi. Tôi cũng đã biết rồi. Nghi rồi, nghi rồi. Nhưng mà là sau khi mà biết con có em bé rồi, chắc gia đình chắc cũng vui đúng không? Con thì con lại sợ. Tại vì con với anh Tú tính là quen nhau tầm 1 năm mới cưới. Mà trước khi gặp anh Tú là quan điểm của con là 30 tuổi con mới lấy chồng, đùng một cái có bầu. Trời, con muốn xỉu luôn. Sốc lắm. Ủa mình đang trẻ tự nhiên giờ dày rồi sao? Rồi không biết ba mẹ sao. Tới cái lúc mà con nói chuyện với ba mẹ, con nói với ai trước? Em gái con trước. Con rủ em gái con xuống nói với mẹ. Hai chị em cứ mẹ rồi cứ cười rồi đâu dám nói đâu. Mẹ cứ chuyện gì nói đi. Thì nói ra mẹ con cười ơi là cười. Mẹ đoán trước rồi. Mà con với em gái con có đứng sợ, không biết mẹ cười xong rồi sao nữa. Mẹ cứ cười hoài à. Xong rồi ba về, mẹ cũng cười, mẹ nói với ba cái ba cũng nhìn con kiểu cũng bình thường. Cái sao ba kêu, ừ, có bầu rồi, giờ thôi chứ sao giờ. Giờ thôi chứ sao giờ. Bây giờ mẹ hỏi cái cảm giác của Tú nè. Lúc mà Tú nghe tin Trinh có bầu thì cái cảm giác lúc đó còn sao? Dạ, lúc đó con cũng rất là sợ. Thật ra con cũng chưa có sẵn sàng để mình lên chức như vậy. Lúc đó là con nghe tin xong thì con nói chuyện trên xong con đi về nhà con luôn. Để con kiểu con nằm con suy nghĩ coi mình sẽ giải quyết như thế nào. Trinh thì cũng kiểu cũng sợ, cũng gọi với con hoài. Thật sự là lúc đó là con sự nghiệp thì mình đi làm gia đình thì cũng ổn định. Thật ra lúc đó con còn ham chơi. Con biết có con là mình phải có trách nhiệm rất là nặng. Chăm lo cho con mình và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Mà con thì kiểu con muốn đi đây đi đó. Con tắt điện thoại luôn để con ngồi con suy nghĩ. Con không biết sẽ nói chuyện với bố mẹ con nữa. Tại vì gọi liên lạc với con không được. Trinh đi thẳng xuống nhà bố mẹ con để nói chuyện với bố mẹ con luôn. Ngày hôm sau thì con mở điện thoại lên thì bố mẹ gọi nhỡ nhiều quá. Thì mới gọi lại cho bố mẹ, không biết có chuyện gì bố mẹ mới kêu vô nhà. Bố mẹ không nói gì hết, cũng kêu con vô ăn cơm bình thường. Hồi sau mới hỏi con có chuyện gì không, nói cho bố nghe đi. Lỡ rồi nói cho bố
bố biết. Nói xong thì bố nói thôi cũng có tuổi rồi. Nhỏ mới có 30 tuổi ông già nó tôi đã có tuổi rồi. Dạ, nhưng là bố con cũng rất là muốn con cưới có gia đình ổn định. Tại vì con trong nhà con thì con là út. Thôi tính ngày chuyện cưới đi, sắp xếp ngày để bố mẹ qua nói chuyện với ba mẹ của Trinh nữa. Bố mẹ có nói là hôm qua Trinh nó qua nhà không? Dạ có, tại vì con cũng nghi rồi, con cũng chạy vô. Cậy con rất là hiểu tính bố mẹ con, không giờ mà kiểu tự nhiên mà kiểu con vô ăn cơm vậy đó. Nhưng mà Trinh, cái lúc mà con qua nhà bố mẹ của bạn con á, con như thế nào? Anh Tú nghe con có bầu một cái, chở con đi khám, rồi có kết quả chắc chắn rồi. Thôi kêu thôi để anh về nói chuyện với ba mẹ anh này kia. Nhưng mà dọn đồ từ nhà con đi về luôn, kêu là anh ở đây anh không dám, không biết nói chuyện ba mẹ em sao. Thôi em nói chuyện ba mẹ đi để anh về nói chuyện ba mẹ anh. Thì về tắt máy. Không, ổng kiểu không có muốn ai liên hệ tới mình á. Xong rồi nói với con, thôi cho anh đi Đà Lạt quá, anh đi Lạt 5-6 ngày á. Anh về đi để suy nghĩ đó. Dạ, cái con nghĩ trời ơi tức quá, cái tính con cái gì là cái đó ra rõ ràng. Đừng có mập mờ hay đừng có cấm lặng á. Tức lắm. Con lái xe thẳng xuống. Trước khi đó là con điện thoại, con nói con có chuyện muốn thư với bác. Thì bố chồng con kêu à, có gì thôi con nói chuyện qua điện thoại đi. Thì con mới nói là dạ thôi để con xuống gặp bác luôn. Ừ con xuống đi. Là con đi từ Gò Vấp chạy xuống Bình Dương. Nửa tiếng hồi là con có mặt. Rồi con vô con cũng nói chuyện, nói dạ bác giờ con có bầu vậy vậy đó. Bố chồng con ngồi suy nghĩ, bố chồng con điềm tĩnh đó. Ừ thôi con về đi để bác tính. Là con về, con về nhà được đâu tầm hơn tiếng cái là anh Tú gọi cho con. Con nói ủa Trinh em xuống gặp ba mẹ anh hả? Vậy là ngon lành quá rồi. Cưới xong về đó thì có những cái tật xấu gì rồi, bây giờ bạn nào nói trước đây. Dạ thì lúc cưới nhau về thì lúc đó là con đã có bầu đâu hơn 3 tháng rồi. Cái thời gian con có bầu á thì vẫn là ở nhà con, ở cái phòng khách đó đó. Khi mà gần sinh con mới về Thủ Đức là vợ chồng con ở chung cư riêng. Tại vì thời gian tìm hiểu nhau là quá ngắn, về ở nhau chưa hiểu nhau được hết thì lại có con. Thì nó có rất là nhiều cái vấn đề không thể giải quyết được. Ví dụ chồng con á chỉ có cái tật là mê game. Trời ơi mê kinh khủng luôn. Nhiều khi con nghĩ mê hơn vợ hơn con luôn. Con là cái tiếp người là nhạy cảm mà gặp con mới sinh nữa. Giống như chồng con đang chơi game mà con ví dụ con mệt con đang ngủ mà con khóc, chồng con kêu con dậy dỗ. Dở trận là thua. Tức quá. Quen con là ngày chơi có 1 tiếng 2 tiếng à. Kìm lắm. Giấu sau giờ mới lo ra. Giờ xả vàng rồi. Yes. Rồi gì nữa giờ nè. Giờ chỉ có mê game thôi à. Là không có thật xấu gì luôn. Có ghen không? Dạ. Có bừa bộn không? Không có, dạ không. Không chăm con rồi. Dạ chăm luôn. Ảnh chăm nhiều hơn con. Không nhậu nhẹt, không cà phê bạn bè gì hết luôn. Ở nhà không vậy ở đó. Ở nhà vợ con chỉ có mê game thôi. Có là Tú hoàn thiện vậy luôn á hả con? Chỉ có một cái tật xấu thôi. Hai vợ chồng con á đa số thời gian ở nhà với nhau nhiều, cho nên là hầu như là hai đứa không có gì để nói với nhau á. Con với chồng con ít giao tiếp với nhau nhiều á. Con chỉ muốn là chồng con nói chuyện con nhiều hơn thôi. Ủa có nghĩa là công việc của con cũng bận, công việc chồng con cũng bận, thành ra là hai đứa ít có thời gian riêng cho nhau? Dạ không, thời gian hai vợ chồng chăm con xong thì buổi tối là chồng con chơi game, con coi tivi. Không nói chuyện với vợ, bạn bè thì không có. Vậy thì con nói chuyện với ai? Trên game. Con nói chuyện với bạn coi trong game. Thực ra Trinh nói vậy cũng không phải là đúng, là con cũng có nói chuyện với Trinh. Bé nó còn nhỏ thì nó hay kiểu giật mình giữa đêm. Con muốn cho Trinh ngủ xuyên giấc thì con ngủ với con. Sáng ngủ dậy là con bắt đầu con thay tạ, con cho bú buổi sáng. Xong rồi con mới đi làm. Con về thì con dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ. Chưa kể tật xấu mà sao tôi thấy lòi ra nhiều quá vậy. Khi mà xong việc hết rồi con cho con bú cự tối. Xong con đi ngủ. Lúc đó con thấy thoải mái rồi xong con mới ra con ngồi con chơi game. Trong quá trình chăm con này kia thì hai vợ chồng cũng có tiếp xúc với nhau, nói chuyện rất là nhiều. Trinh ở nhà thì đôi lúc là Trinh không có gì để nói với con. Thì con thấy chắc Trinh không có gì muốn nói. Thì con nghĩ vậy chắc không sao. Thì con ngồi con chơi game thì Trinh ngồi cạnh con, Trinh coi tivi. Cô cảm nhận con là người hoạt bát chứ con không phải là người ít nói. Chỉ có cái vấn đề ở đây là con nghĩ rằng là con với Trinh không có một cái chung để mà thảo luận sôi nổi, thậm chí là tranh cãi với nhau đúng không? Cho nên rằng hai đứa tụi con cứ bình yên, gọi là giống như mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Nhưng mà cái đó lại là cái mà gọi là giống như sóng ngầm ở dưới. Nãy giờ cô Trinh nè, tôi nghe chú ấy kể cái công việc của chú ấy từ sáng tới tối là tôi thấy lòi ra nhiều đó. Có đến chỗ này cử tối là con cho bú, xong rồi ảnh cho con ngủ. Thì em bé của con á là con luyện easy từ bé, từ lúc 2 tháng là con sẽ cho ngủ một mình, ngủ riêng một phòng. Nhưng mà chồng con thì xót con, tối lại vô ngủ với con. Thật xấu của Trinh thì sao nè? Dạ Trinh thì bị một cái là hơi bày kiểu bừa bộn. Trinh làm cái gì cũng kiểu bày rất là nhiều. Đa số là chỉ nói buổi trưa thôi. Buổi chiều thì bình thường cuối tuần là hai vợ chồng đi ăn ở ngoài. Buổi trưa thôi mà con thấy chắc
trình bày chứ cũng phải 5-6 cái tô rồi 3-4 cái chảo đầy ra rồi chén bát tùm lum rồi bình sữa của con thì con cũng rửa. Một ngày con rửa chén chắc cũng phải con dùng là chiếm chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ con mới rửa xong cái đống chén đó. Dạ. Bừa bộn cái gì rồi. Nữa? Chỉ có cái bừa bộn là thấy rồi con thấy là nên vợ con nên sửa thôi. Qua cái bếp mà cô thấy cái bếp nó bừa là cô ăn hết ngon luôn. Rồi bây giờ giống như Trinh, bây giờ là Trinh mong muốn Tú thay đổi điều gì? Thì con cũng mong chồng con nói chuyện con nhiều hơn. Nói chuyện đó. Nhiều hơn. Con chỉ mong Trinh là đừng có hay cáu gắt những chuyện nhỏ nhặt, tại những chuyện đó là những chuyện nó rất là không đáng để hai vợ chồng cãi nhau. Hy vọng là các bạn sẽ có được những cái cải thiện và giúp cho cái cuộc sống nó ngày càng hoàn chỉnh hơn, hoàn hảo hơn nhé. Rồi cảm ơn Tú và cảm ơn Trinh. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn cô chú. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. Lúc nói đó. Gì? Chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó là chú thiện là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á thì cũng có đi xem phim. Đi nói chung là cũng trong tâm tức trạng là sao là sao? ít quan tâm lại xíu để em thoải mái. Tại giống như là thương từng chút. Thì tiện là mối tình đầu của em mà. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới hai em. Happy New Year. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận. Mình tên là Nguyễn Chí Thiện. Mình năm nay là 48 tuổi. Anh Thiện làm cái gì và ở đâu? Thiện thì làm thiết kế sân khấu và tổ chức sự kiện ở quận 9. Quận 9, thành phố Thủ Đức. Còn chị? Dạ, em xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Thành Thị Núi, hôm nay là em 37 tuổi. Hiện 37. Tại em cũng sinh sống ở quận 9. Em cũng làm bên lĩnh vực thiết kế sự kiện và nội thất. Hai vợ chồng làm chung rồi đó. Dạ. Có chung nhau không hay là hai vợ chồng mỗi người một nhánh? Có thời gian thì làm chung chị. Thì bây giờ vậy, Núi sẽ chúc anh Bin, còn Thiện sẽ chúc chị Vân. Đúng đó, không? Đó. Thì hai em nói, hai đứng đó. Lên lì xì cho hai em nè. Ok. Đó, rồi em chúc chị đi, chị lì xì. Thì em chúc chị ngày càng xinh đẹp và diễn hay. Sắp tới thì trong tình hình, bất cứ tình hình nào vẫn đắc show. Thì em là dân thiết kế sự kiện thì em cũng đắc show theo. Ok, rồi chị chúc chị ngày càng xinh đẹp như thế. Rồi, chị cảm ơn em. Chị chúc em là đầu tiên là sức khỏe, sau đó là sự nghiệp lúc nào cũng gọi là thăng tiến. Và rất mong là những sự kiện của em là chị cũng đều có mặt. Chị xì em chị. Rồi tới Núi. Dạ, năm mới thì em xin chúc anh Quốc Thuận gia đình bình an, mạnh khỏe, có nhiều sức khỏe. Anh Thuận mãi trẻ vậy. Cảm ơn Núi. Nhân dịp đầu năm mới anh cũng chúc cho Núi ha, cùng với gia đình một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và đặc biệt là mọi người đều sức khỏe bình an. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn. Năm mới. Mời ngồi. Thực sự thì vợ chồng em rất là quý anh chị và nhận món quà này rất là cảm ơn anh chị và nếu được em sẽ tặng các anh chị một bài hát giống như là một món quà đầu xuân. Đầu xuân. Hay quá. Các quý vị. Rồi em đứng hát luôn Thiện. Em xin tặng một bài hát là Dịu Dàng Sắc Xuân để không khí ngày xuân này được rất là vui vẻ. Rộn ràng hơn. Nắng xuân ấm thơm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đó cúc trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đan về, dịu dàng bên hương sắc xuân tràn lan. Nhìn nhà đàn chim én bay, ôi kìa mùa về bao đắm say, rộn ràng bao hương sắc xuân. Mơ niềm vui. Thôi hay quá. Sắc xuân vậy là hay lắm rồi. Thôi nói chứ là cũng rất là cảm ơn. Một cái không khí phải nói là rất là sinh động. Một cái không khí mà chỉ có Tết mới có những cái giai điệu này nó vang lên như thế. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Hai vợ chồng Núi có thể chia sẻ cho anh biết là cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau và gặp nhau như vậy thì ấn tượng về nhau như thế nào? Thì em nhớ là cách đây khoảng 13 năm về trước là hồi mùng 4 năm 2018
em từ nhà ngoại em chạy về nhà mẹ em á, là trên đường thì phía sau em nghe tiếng gọi bé nội tên tên nhà của em ạ. À. Em mới quay lại em thấy là em mới là chào chú Thiện. À là chú cháu biết nhau hả? Dạ. Thiện là hai đứa em là ở cùng quê ở Tây Ninh. Yeah. Dạ. Cùng trong xóm. Biết rồi tiếp tục. Rồi cái ảnh xin điện thoại, số điện thoại. Ừ. Lúc đó nói chung là cũng quán tính cái đọc đọc lên số điện thoại. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. Lúc nói đó. Gì? Chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó là chú Thiện là chú Thiện lúc đó là cộng với 11 là nhiêu, là chú Thiện cũng 30 mấy rồi, 32 rồi. Trời ơi. Trường cũng nhiều dạ. lắm. Nhiều lắm, nhiều lắm. Lúc đó rồi ảnh gọi rồi ảnh nhắn rủ cà phê này nọ các thứ. Rồi đó thì em run lắm, tại vì do là em nhà ngoại em là cũng gần nhà anh Thiện, cách nhau một con đường thôi. Rồi lúc đó nói chung là anh Thiện là bồ vịt hay này kia các thứ là biết hết à. Cho nên là em rất là sợ. Rất là sợ. Xong rồi cái em cũng không có trả lời được, cuối cùng không có nghe máy. Nói chung cái cảm giác đầu tiên dạ. của bé Nụy với anh Thiện là sợ đúng không? Dạ dạ. Còn anh Thiện thì sao? Lúc anh Thiện kêu bé Nụy là trong đầu của anh Thiện nghĩ cái gì vậy? Trước đó nữa thì mẹ của Thiện á cũng một cái dịp gần Tết thôi, thấy Nụy trang trí nhà cây mai này kia rất là vui, rất là đẹp. Thì mẹ mới về nói Thiện như bé Nụy nó cũng học cái ngành thiết kế mỹ thuật giống con á. Mà thấy nó khéo tay lắm, nó làm chân cây mai này kia mỗi năm, rồi Giáng sinh thì cũng làm cây thông này kia rất là đẹp. Cái tự nhiên mình giống như đến một cái lứa tuổi đó đó Thuận, thì bắt đầu mình muốn lập gia đình. Mặc dù trước đó là muốn vợ đó là mình để ý cô nội này đó, cho nên cái câu mà bé nụi là trong đầu là đã có tia rồi, đã có để ý rồi đúng không? Tức là mình đã lên cái quan hệ rồi. Bao lâu thì có tình cảm nè? Khoảng từ lúc cô bé nụi đầu tiên đó. Dạ khoảng 2 tháng á chị. 2 tháng đúng không? Nói chung là nó cũng chút dần cho đến 2 nhưng tháng. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau mà đi chơi chung với nhau á dạ. thì đó là khi nào? Dạ đi cà phê ở trong Tây Ninh hả chị? Lần đầu tiên đi với mình không biết là bé nụi có sợ là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á thì cũng có đi xem phim. Dạ, đi nói chung là cũng trong tâm trạng là sao là sau đó là ông rủ đi chơi xuống Sài Gòn luôn. Dạ anh, tại em học ở Sài Gòn, lúc mà kiểu nghỉ Tết xong á lúc đó là anh ở Tây Ninh thì lúc đó là cũng học ở Sài Gòn. Lần đầu tiên đi chơi ở Sài Gòn thì cái điều gì nó xảy ra? Em nhớ là đi xem bộ phim trong đại chiếu phim á. Anh Thiện nắm tay em mà hôn. Cái em sợ quá. Nói chung là sợ ngồi mà run hết nguyên bộ, không có xem phim gì luôn. Cái em đợi em kêu làm về sớm, chở em về, trên đường về là em cứ run đó. Em nhìn nó, con chở nó về có đúng là đường về nhà không? Sợ chở đi chỗ khác luôn. Sợ đi vô rừng. Ở rạp chiếu phim là cái nụ hôn đầu tiên là ông dành vô tay mình. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên mà ông ấy hôn mình, hôn lên môi, lên má của mình đó, là ở đâu? Dạ, ở khu du lịch Đình Quế. Lần đó có tự nguyện không hay là bị cưỡng bức? Bị kêu chỉ qua kia xong quay lại. Em gì kia? Đó. Ủa đâu? Bất ngờ. Tức là mặc dù rất là cảnh giác, nhưng mà rủ đi Bình Quế thì vẫn đi. Nghĩa là cũng phải có cảm tình rồi. Khi nào thì mới đổi cái cách xưng hô? Cũng khoảng 2-3 tháng rồi, từ từ là mới quen á. Chuyện mới đầu thì chẳng hạn như em với chú đó là từ từ đó, nội với chú nội với anh dù vậy chuyển từ từ anh với em chuyển từ từ bắt đầu đó, anh em thì nó mượt hơn. Hai bạn yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ em nhau là 8 năm luôn. Tại vì anh Thiện nói chung là nhiều nhiều scandal về bạn gái cho nên là lúc đó em cũng sợ gia đình biết là cũng phản đối, cho nên là cứ thôi để từ từ để giống như để càng khẳng định là cho anh, giống như là em phải cần thời gian xong, đó xong. Cho tới hôm nay là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tới nay là tháng 1 này là 6 năm. À 6 năm, vậy thì trong 6 năm với 8 năm cái thời gian yêu nhau đó, vậy thì về ở với nhau thì có những cái tật xấu gì
nó lòi ra. Thật ra thì tật xấu của anh Thiện á là hồi trước khi cưới thôi mà nhiều, là ví dụ như là giấu em, nhắn tin cô này, hoặc là nói chuyện lại với người yêu cũ này kia, cái thứ là rất là nhiều. Còn khi mà cưới về thì những cái tật đó là gần như là hết luôn. Mà chỉ giống như là đến cái lứa tuổi của ảnh là giống như là quay về với gia đình nhiều anh, ảnh lại chú trọng quá nhiều về sức khỏe, rất là kỹ, cho nên là giống như cái tính kỹ của ảnh nó từng ly từng tí á, thì làm cho mình nhiều lúc không có thoải mái. Kỹ tính quá thì sẽ thành ra khó tính, đúng không? Dạ. Ví dụ như cái chi tiết nào? Em ví dụ như nhiều khi là mình con gái thì tóc dài thì cũng hay rụng tóc ở đây ở đó, rồi cũng hay la, hoặc là ví dụ như là có hạt bụi dính lên bàn chẳng hạn. Ví dụ như giờ cho em một cái điều mong muốn anh Thiện thay đổi thì em sẽ mong muốn điều gì nhất? Ít quan tâm lại xíu để em thoải mái chứ. Tại giống như là thương từng chút từng chút. Thì Thiện là mối tình đầu của em mà. Dạ. Giống như ông có một viên ngọc mà không ai có. Ông về ông o, ông kỹ, ông lau, ông chùi đó, kiểu vậy đó. Thôi rồi bây giờ tới Thiện, có thể chia sẻ những cái tật xấu của vợ mình đó là những cái gì? Ngủ nướng nè. Ngủ nướng. Hẹn đi chơi thể thao nhưng mà đến giờ đó thì lại không chịu dậy. Lười thể thao. Hoặc là mình đi những sự kiện có đôi khi trang điểm hơi lâu, cấp lâu, chậm. Đúng rồi. Lê mê. Đó. Trong công việc thì có vậy không? Không, trong công việc thì Núi rất là tập trung công việc và làm việc rất là hiệu quả. Em nói cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi có nghĩa là tật xấu của cổ đó. Tức là trước kia thì Núi rất là ít nói, chẳng hạn như có nhiều khi ở Sài Gòn mình đi về quê, nhưng mà trên đường thì nhiều khi mình thì là người chủ động, mình nói quyền riêng, nói để cho cái cuộc đi nó vui, nó được thứ. Thì Núi ít có nói. Sau này thì cũng có thay đổi rất là nhiều. Chẳng hạn như đi những sự kiện này kia thì mình cũng mong cô ấy là thay đổi để hoạt bát hơn nhiều. Đúng không? Nhưng mà bây giờ thì cũng rất là khác hơn xưa rất nhiều. Thôi vậy được rồi. Đó, bây giờ hai vợ chồng làm quá làm vậy thì có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa phải không? Là do chưa muốn có hay là do là chưa có được? Cái điều mà có con á là em rất là mong mỏi. Nhưng em cũng lớn tuổi rồi. Bớt công việc lại để vợ thoải mái tinh thần, rồi thứ nhất là có sức khỏe, hai vợ chồng cũng có sức khỏe. Đó. Bây giờ muốn hay không muốn thì tôi vẫn chúc ha, đầu năm mới mát miệng chúc cho hai bạn, và đặc biệt là hôm nay là ngày mùng 6. Mùng 6 là một cái mùng rất là tốt ha. Yeah. Thầy Quốc Thượng xin chúc cho hai vợ chồng anh Thiện và Núi trong năm nay sự nghiệp, công việc, mọi thứ đều tốt ha. Và bên cạnh đó hai bạn sẽ càng yêu thương nhau hơn, hạnh phúc nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Và đặc biệt là vài tháng nữa sẽ có tin vui. Yeah. Và trong năm nay luôn nha. Yeah. Các bạn sẽ có một em bé, một thiên thần kháu khỉnh tuyệt vời đến gia đình chúng ta. Trọn con cọp. Đúng rồi, con cọp. Nếu có tin vui báo cho chúng tôi là chương trình biết nha. Yeah. Thôi xin chúc mừng năm mới. Yeah. Hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lòng đó, đúng không? Cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em chào tất cả mọi người ạ. Chào anh Quốc Phận, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Ngọc Diện, năm nay em 24 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em là thiết kế nội thất và thi công luôn ạ. Rồi, mời vợ của Diện. Dạ, em chào anh Quốc Phận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Dung, hôm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên mới tốt nghiệp xong, hiện tại em đang ở nhà làm nội trợ. Vậy sinh viên mà ngành nào? Em khoa ngoại ngữ ạ. Dung. Thế tại sao lại vừa mới ra trường xong rồi đã lấy chồng ngay là thế nào? Nó có biến cố trong quá trình quen nhau. Bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Diễn ơi. Đang có sao? Dạ không, là em qua có rồi. À mấy tháng rồi em?
Được 10 tháng rồi ạ. Em bé được 10 tháng rồi, dạ. Đúng không? Vậy á, vậy là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em mới cưới. Năm 7 tháng. À, có nghĩa là có em bé là mới cưới. Em bé, tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới hồi tháng 6. Diễn dạ. Và Dung, câu chuyện tình yêu của các em. Dạ, vợ chồng em quen nhau là đợt đó em đang thất tình. Thế rồi chồng em là bạn chung trên Facebook thì chồng mới thấy em đăng cái tút tâm trạng lắm, chồng mới thấy thì chồng cua cẩm đâu cua có ba ngày đâu. Thế là chồng duyên dáng lắm đấy, nhìn cái e thẹn đấy nhưng mà thực ra ghê lắm đấy. Cua cái gì mà có ba ngày đổ của người ta. Em làm cách nào hay vậy chỉ cho anh Bin đi. Trời ơi, anh Bin cua giờ anh Bin biết bao lâu mới đổ đúng không? Lâu dữ lắm luôn á, đừng có nhầm nữa. Cái đó thì khi vợ em đang tút tâm trạng lên á thì em có nói chuyện với vợ em mới ngỏ lời hỏi làm bạn gái em á, thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không chịu, đến ngày thứ ba em chỉ hỏi một lần vợ em đồng ý luôn. Dạ, vợ em hỏi là thôi quyết định làm bạn gái anh đi, xong vợ em suy nghĩ tầm 5 phút sau vợ em đồng ý. Có phải là do hổ hoài có một câu bực quá nói luôn? Dạ không, không phải, có rất nhiều người nhắn cho em mà em không có cảm giác ai mà thân thiện và dễ mến như chồng em cả. Trước đó là tụi em đã quen nhau là trên Facebook trên, thôi. Lại hồi đó anh làm ở Hà Nội còn em là học trong này. Rồi nhắn tin qua lại dạ. Là 3 ngày sau là Vĩnh. Dạ, anh còn hỏi em mà cái lần thứ ba mà không đồng ý thôi anh bỏ luôn. Anh sợ bỏ luôn. Dạ. Có hai đứa chính thức của em là tìm hiểu nhau đó. Dạ, vợ chồng em tìm hiểu nhau từ hồi đó cho đến Tết là được gần 1 năm đó thì mới về quê gặp mặt. Thì lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời có choáng ngợp không? Nhau ngoài đời cảm giác của tụi em sao? Hồi đó chồng đẹp trai. Bây giờ anh đẹp mà. Không, giờ xấu rồi. Bây giờ xấu rồi đó hả? Xấu rồi đó hả? Xấu rồi mà dễ sợ vậy đó hả? Hồi đó chồng đẹp trai lắm mà. Chồng sạch sẽ gọn gàng cái gì chồng cũng tươm tất hết. Đi gặp em thì con trai đầu đi chạy kèm dưỡng da mặt đó chị. Cái em mới nhìn em thấy ông này ông điệu, ông làm dáng ghê lắm. Em thề cho người là em không quen nữa. Em đuổi luôn, em không gặp mặt luôn. Em không thích con trai xài mỹ phẩm thì ngay bản thân em cũng không xài. Ủa sao em xài gì vậy? Dạ, nó là em chỉ thoa cái kem để cho nó trị bớt cái mụn thâm của em thôi. Đó là đang bị mụn đúng không? Dạ. Chấm mụn thôi mà. Đó, dạ. Rồi cái sau đó là anh không xài nữa. Dạ, về cũng nhắn tin cho em hỏi cảm nhận về chồng sao. Em bảo không có chê cái gì, mỗi cái là e thẹn này đó chị, y như vậy nè. Với lại xài mỹ phẩm em không có mê rồi. Nghĩa là ông nói chuyện nhẹ nhàng đúng không? Dạ. Đúng rồi. Nói thì rất là rụt rè mà nhẹ nhàng. Nhiều khi em nghĩ không biết có phải BD không. Anh muốn nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi, trong cái thời gian yêu nhau á thì có những cái câu chuyện gì vui không? Chia sẻ cho anh nghe. Dạ, trong cái thời gian mà yêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Lúc đó là em cũng không thể về được, tại vì đúng lúc đó em phải thi. Đến Tết về thì hai vợ chồng gặp nhau đó, là lúc đó là ở bên nhau rồi. Thì ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi, chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa, là vào trúng cái sọ nữa. Dạ, thì lúc đó không biết sao chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong thì vợ cứ vào đi học đi, anh ở ngoài này anh đi làm. Được khoảng 1 tháng sau ấy, chồng em đau quá rồi thì anh mới đi mổ. Mổ ngoài Hà Nội ấy, thì mổ xong được 3 ngày ấy chị, đầu đang còn cuốn băng, giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Ôi Diện ơi Diện. Dạ đúng 2 giờ sáng đó, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng vào tới bến xe rồi, vợ ra đón đi. Thì em ra đó, em gặp chồng, thấy chồng đang quấn cái băng vậy nè, em ôm chồng em khóc quá trời luôn. Tội nghiệp. Dạ, em nhìn thấy em thương quá, em hỏi đi vào làm gì, ở quê cho nó khỏe đi đã. Thì lúc đó chồng mới đứng chồng khóc, không nói gì, chồng chỉ kêu là bây giờ phải có vợ chăm thì chồng mới khỏe được. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao, rồi lúc đó là đưa chồng về nhà trọ, rồi dạ. Lúc đó chồng cái đầu đã lành chưa? Dạ chưa chị, thì lúc đó là em chăm chồng 2 tuần trong cái thời gian mà vết thương nó đang còn bị. Trời ơi, em có đau không cưng? Cái đầu đang xa như vậy lắm mà luôn làm đó. Sao mà đi xe lửa hay là đi... Em đi ô tô. Đi ô tô hả? Trời ơi, đi xe đò nó còn xa nữa. Wow. Thì em không hiểu sao là cái lần sau mà em mổ á, em bình phục nhanh. Vì lúc mà em mổ là em mổ nó là một vạch nguyên đầu à. Hai tay em có cầm, phải cầm 2 ống dịch nè. Tới khi mà vợ em bảo tới... Trời ơi! Tức là một vạch vậy luôn, sao em phải cầm vậy luôn á? Dạ.
Cho tới khi em vào tới Quảng Ngãi thì em mới xuống em tự em bỏ cái ống dịch của em ra ngoài. Lúc đó thì thực sự ra cũng đau lắm nhưng mà không biết sao em vẫn cứ muốn vào. Tình yêu đó. Có khi nào lúc em nghĩ thế nên em sợ em nặng quá rồi em không kịp gặp vợ rồi em cố gắng hết sức không? Trước khi em mổ thì em cũng sợ. Bên bác sĩ có nói là cái tình trạng của em nếu như mà bị mà đang còn tính là rất nguy hiểm về cái tính mạng sau hoặc là trí nhớ. Thì tối hôm đó trước khi em mổ thì tiền của em cũng mất, nhưng mất điện thoại, không có cách liên lạc với vợ. Rồi em quyết định ngày mai em mổ xong là em gắng phải bình phục, em vào thăm vợ. Tội nghiệp, từ lúc đó bố mẹ có biết không? Lúc em vào thì bố mẹ cũng không có biết. Lúc em vào thì bố mẹ em thực sự là không có biết. Thì lúc đó là vào em mới lấy điện thoại của vợ em mà em điện cho bố mẹ. Thì lúc đó là bố mẹ thực sự cái bố mẹ em khóc quá trời. Rồi bố mẹ em gọi điện cho vợ em bảo là gắng chăm nó rồi có gì nó khỏe khỏe rồi cho nó về. Thì em ở trong này 2 tuần rồi vợ em đi dạy gia sư với lại lấy tiền thêm để chăm nhà em với tiền thuốc, tiền sữa, thứ cho em. Sau thời gian đó thì em có đi làm về, hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lập đó, đúng không? Hai đứa tự lập. Thì bây giờ chắc chị nghĩ là cuộc sống bây giờ chắc cũng ổn định rồi đúng không? Dạ, bây giờ thì qua rồi chị. Bây qua giờ rồi, thì ông bà ngoại thì như thế nào? Dạ, thường bảo là bây giờ coi như là mình cưới sau đi. Là mình có chịu bao nhiêu người nói cái gì nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh là mình anh lo cho em hết. Giỏi ghê không? Cái lúc mà em sinh xong á thì các em bị áp xe ngực. Em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Dạ, thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Tội nghiệp dữ vậy trời. Mà lúc đó thì không biết tôi đừng gửi để tôi nuôi dùm cho trời ơi. Lúc đó thì số vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng nằm trên viện mà chồng em đi làm chỉ chờ đến lúc đó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quệt lương của chồng em. Dạ. Chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Bị gạt hoài vậy trời. Rồi lúc đó ba mẹ có giúp được gì không? Là tại lúc đó không hai vợ chồng dám nói luôn. Có em nói với mẹ chồng em thì lúc đó mẹ chồng em mới thương hai đứa lắm. Mẹ chồng em cũng hỏi là cho mẹ vào mẹ chăm chăm em với bé. Thì anh kêu bảo là giờ có mình con đi làm thì lấy tiền đâu nuôi được tới ba cái miệng cỡ. Thôi mẹ nhà đi, mình con lo được cho vợ con rồi. Thì lúc đó em đang giấu bên ngoại mà, bên ngoại không có biết. Chị hai vợ chồng tự bảo ban nhau rồi qua thôi. Bây giờ bên ngoại biết lúc mà sanh ra thì bên ngoại biết chưa? Sanh con ra được 3 tháng rồi. Thì lúc đó em cũng hết bệnh. Rồi em về quê thì mới nói với ông bà là có cháu. Thì lúc đó thì ông bà giơ hai tay ra ôm chầm lấy hai đứa rồi khóc. Dạ. Lúc đó thì ba mẹ em thương lắm. Phải là cho cưới. Cưới xong thì ba mẹ bảo cho hai đứa bây giờ phải tự suy nghĩ trưởng thành lên, tự lo được cho nhau, lo cho con. Không nhờ gì tới bố mẹ hết. Để đến khi nào mà cảm giác mình làm bố làm mẹ một cách hoàn thiện rồi á, thì lúc đó ba mẹ mới không trách nữa. Dạ. Thì anh mới đưa lại hai mẹ con em vào trong Sài Gòn cho em đi học tiếp. Bố mẹ có giúp được tí vốn nào không? Dạ có. Rồi bây giờ là một tay chồng đó hả? Dạ. Chồng... Bây giờ thì bố mẹ vợ với em là như thế nào? Từ khi mà bố mẹ vợ em biết là có cháu á, thì thực sự là bố mẹ vợ em rất thương em. Lúc đó bố vợ em có ôm em bảo sao mà không nói cho bố biết. Thì rồi hai đứa cháu nhau rồi vào đó chịu khổ một mình. Thực sự là em cũng muốn nói nhưng em sợ lắm. Lúc đó là tinh thần của hai vợ chồng không đủ can đảm để nói với bố mẹ là có em bé. Bây giờ bố mẹ vợ, tức là ba mẹ em ở đâu? Dạ ba em ở ngoài quê, còn mẹ em thì đang đi nước ngoài. Bà thấy cháu chưa? Dạ chưa. Mẹ em đi cái hồi mà em có em bé, em muốn nói với mẹ lắm nhưng mà em không liên lạc được với mẹ. Mẹ em đi gần 3 năm rồi nhưng em không nói chuyện được với mẹ gì hết. Thì đến cái lúc mà em cưới xong thì tự nhiên là mẹ lại gọi về được cho em. Mẹ em mới báo cho mẹ, mẹ vui lắm, mẹ bảo đến qua năm mẹ về. Dạ. Hôm nay có em, có con em đến không? Dạ có. À vậy hả? Ôi trời ơi. Đây. Em đứng lại bên đi. Đây bác. Không sợ cái ông chọc đầu này không? Không. Không sợ không? À. Trương, bà Trương. Rồi, qua bà này. Đó, qua bà. Bà Trương, em ở bên này mẹ nè. Mẹ
là bốn. Rồi bố rồi mẹ. Bố nè. Bố kìa. Bà ngoại ơi, bà ngoại có coi truyền hình, bà ngoại thấy cháu nè. Cháu bà ngoại đẹp quá luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn nè. Đó, bà ngoại thấy cháu chưa? Con mới sợ nha. Ngoại thương mà. Ngoại thương con nè. À, chắc có lẽ là bà ngoại thấy được em bé như vậy bà rất là vui. Dạ. À, không chỉ bà đâu mà ông ở ngoài quê rất là vui và rất là hạnh phúc. Thực sự chị thấy câu chuyện của tụi em phải nói là nó làm cho cái cảm xúc của bản thân tụi chị cũng như là mọi người ngồi dưới đây xúc động khủng khiếp. Xúc động ở đây là vì cái tình yêu của tụi em dành cho nhau nó vượt qua quá nhiều những cái chông gai, quá nhiều những cái gian khổ và sự nguy hiểm nữa đó, nhưng mà cuối cùng thì tụi em vẫn đến được với nhau như thế này, thành ra là mọi người rất là mừng. Không những đến được với nhau mà lại còn có thể là tự nương nhau rồi tự sanh ra một em bé mà kháu khỉnh mà thông minh, tức là nhìn cái mặt nó sáng dễ sợ, tự nhiên mọi người hạnh phúc dùm cho tụi em luôn á, thực sự là như vậy. Đó thì cũng đôi lời gửi cho bà ngoại là mẹ của cô dâu, thì nếu mà chị có coi được cái số này thì chị sẽ thấy là thương con gái của mình cũng như thương con rể của mình nhiều hơn, và mong rằng là năm tới bà về bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con gái của mình đã trưởng thành, có một người chồng yêu thương con mình thật lòng, thương bằng cả mạng sống của mình luôn. Thì cũng chúc gia đình cả đôi bên ha, nội ngoại sẽ gọi là đoàn viên với nhau, hòa hợp, hai ông bà xui sẽ thuận thảo, rồi là yêu thương tụi em nhiều hơn nữa. Thế Dung có muốn điều gì muốn nói với mẹ mình không? Thì cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Là con chỉ mong là mẹ nhanh về với con thôi. À, nhân tiện đây em cũng muốn gửi lời tới bố mẹ vợ em cũng như bố mẹ đẻ em á, là một lời cảm ơn tới hai bên gia đình á, đã cứu mang hai vợ chồng em, giúp đỡ hai vợ chồng em rất nhiều. Và nhân tiện đây em cũng muốn cảm ơn vợ em, là vì vợ em là người cùng em vượt qua những gian khổ, và vợ em cũng không có một lời nào với em. Một lời than thở. Dạ. Thực ra thì với một người chồng như em á, thì chả có bà vợ nào có thể than thở được rồi. Bởi vì cái tình yêu của em dành cho vợ là quá lớn. Cho nên là thôi thì hai vợ chồng cảm ơn qua lại như vậy để cho nó nồng ấm chút xíu thôi. Chứ còn công của cả hai đứa thì cũng ngang nhau. Nha, bây giờ cố gắng làm sao mà nuôi cái con bé kia kìa, cho nó sung sướng, hạnh phúc. Trời ơi, nhìn nó thương gì đâu. Rồi, anh chúc cho hai vợ chồng em cuộc sống sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Dạ. Và mãi mãi yêu nhau. Dạ, em cảm ơn ạ.